Các truyện hương sư hân hạnh giới thiệu bộ truyện Loạn thế thịnh sủng Của tác giả Phi Cô Nương Thuộc thể loại, ngôn tình, xuyên không, cung đấu Phần 2 Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương sư Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn trên bầu trời đã le lói vài tia sáng yếu ớt đoàn xe lại không có dấu hiệu ngừng lại bọn họ đi suốt cả đêm đợi đến giờ tí nửa đêm mới có thể dừng lại chỉnh đốn nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai lại tiếp tục lên đường hình lôi nhảy xuống xe ngựa đi tới bên cửa sổ chiếc xe ngựa chính giữa cung kính hô kệ bác gia trong xe ngựa vang lên thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng từ tốn cho chuyện đã xử lý thỏa đáng hình lôi bước nhanh đi lại xe ngựa ngừng thở trầm giọng nói thì hồi bẩm gia vị cô nương kia đã tỉnh phải không? Trong xe ngựa thanh âm khẽ dương cao, ngữ điệu lại như thường nói, ê tỉnh thật là đúng lúc cũng coi như mạng lớn. Nàng có nói gì không? Nàng. Nàng bảo nô tài nói cảm ơn với ngày. Trong xe truyền ra một tiếng cười khẽ, nói, để nếu thật có thành ý vậy bảo nàng tự mình tới đây cảm ơn ta đi. Hình lôi nắm thật chặt bàn tay rỉ mồ hôi hột, tim đập cấp tốc mặc dù dùng khí lực toàn thân làm bản thân trấn định nhưng vẫn không nhận được có phần hoảng sợ, không sai, hắn đã rút ra loan đao tại cổ họng của nàng xẹt qua một vết máu, lại thấy bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm gốc chai áo cuối cùng hắn không đành lòng hạ thủ, trong đầu có ý muốn giấu nhẹm đi. Hắn vốn định kéo dài thời gian, dù sao hiện tại vội vã lên đường cách nửa đêm còn vài canh giờ, có lẽ trước lúc đó cô nương ấy có thể tỉnh lại. Lại không nghĩ rằng chủ tử muốn nàng tự mình đến nói cảm ơn. Đây là lần đầu hình lôi trước mặt chủ tử mà dám nói dối, hắn biết rõ hậu quả thế nào đành phải kiên trì tiếp tục kéo dài được lúc nào hay lúc đó thì ra cô nương kia chân bị tuyết làm tổn thương không tiện đi lại với lại nàng chỉ vừa tỉnh thân thể còn rất yếu cần nghỉ ngơi không bằng đợi đến nàng thật đã tỉnh thanh âm ôn hòa tắt đứt lời của hình lôi dạ đã tỉnh vậy liền đưa nàng đến đây hình lôi cố chấp đứng im tại chỗ trong lúc nhất thời mất chừng mực rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nếu đi đến nhưng cô nương kia trước mắt còn vẫn hôn mê nếu không đi thì phạm phải tội kháng chỉ dừng xe thanh âm thuần hậu từ bên trong xe truyền ra xe ngựa lập tức ngừng lại những con ngựa khác theo xe cũng tùy theo rối rít dừng lại một bàn tay vươn ra vén lên màn xe thờ ơ nói ở ngươi đã không chịu mang nàng tới đây vậy ta tự mình đi đến đó có thể chứ giọng nói tuy ôn hòa như nước không có trọng âm lại làm cho hình lôi trong nháy mắt mặt không còn chút máu đôi môi trắng bệch mắt thấy chủ tử vừa dứt lời lập tức có một người khác bước đến muốn díu chủ tử xuống xe hình lôi nhìn về phía xe ngựa có thiếu nữ đang hôn mê trong đầu chỉ có hai chữ tiêu rồi lại không nghĩ rằng đang ở chủ tử chuẩn bị xuống xe người thiếu nữ kia vén lên tấm màn bên trong xe ngựa hình lôi còn đang trong tuyệt vọng chỉ thấy một thiếu nữ yếu ớt lấy tay viện vách tường xe khó khăn nhất thân thể ra ngoài cuối cùng cố hết sức tựa tại bên cửa xe ngựa khuôn mặt không chút huyết sắc mang theo ngỡ ngàng trong mắt đen bóng giọng khàn khàn như cái chiên hỏng để các ngươi là ai? Hình lôi ngẩn người một lát mới giật mình kịp phản ứng, cô nương này đã tỉnh rồi. Thật ra thì Diệp Hòa bị đụng tỉnh, vì vừa rồi xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, thân thể còn trong hôn mê bị sóc nảy đầu đụng mạnh vào thùng xe khiến nàng sực tỉnh. Mở mắt ra lại thấy chung quanh không có một bóng người chỉ nghe bên ngoài mơ hồ có âm thanh nói chuyện. Diệp Hòa vén lên rèm cửa cản trở tầm nhìn liền thấy trên mặt tuyết ngừng lại một số xe ngựa cùng hai mươi mấy hán tử mặt bố y. Thấy không có người trả lời nàng, Diệp Hòa đang muốn cao mày lại nhìn thấy có người từ chiếc xe ngựa không xa đi xuống. Người nọ được một hán tự áo đen dìu lấy nhưng vẫn xuống đặc biệt chậm. Đầu tiên chậm rãi lộ ra một chân, từ từ cuối người ngay sau đó một cây gỗ liêm chế thành quải trượng chống trên mặt đất. Cuối cùng một chân khác mới vô lực rơi xuống. Có người đỡ, người nọ rốt cuộc xuống xe đứng trên mặt tuyết, khoác tay áo ý bảo không cần đỡ. Một chân có thể đứng thẳng một chân khác lại như không có lực phải dựa vào quải trượng mới có thể đứng thẳng. Diệp Hòa chăm chú nhìn lại, Người nọ là một vị công tử trẻ tuổi, tuổi chừng 20, mái tóc dùng trâm cố định, trường sa xa màu xanh thanh tân lại tuấn giật không nhiễm một hạt bụi. Chỉ là nhìn kỹ lại ngũ quan của hắn tuy không vô cùng xuất chúng nhưng bạn tinh tế thưởng thức thì càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng đẹp mắt, thần thái của hắn rất hòa nhã, cả người tản ra một cổ phong độ nho nhã của người trí thức, mặc dù thân tàn tật phải dùng quải trượng nhưng vóc người cao ngất như bạc nhược chi lan, thưởng tâm duyệt mục. Công tử trẻ tuổi nhìn một chút thiếu nữ tựa tại xe ngựa, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người hình lôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ dừng lại một giây rồi chống quải trượng hướng thiếu nữ đi tới nhìn diệp hòa đứng im nhìn công tử trẻ tuổi mặt trường bào xanh chống quải trượng chậm rãi đến gần trên mặt còn mang theo nụ cười quan tâm ngày nàng thế nào rồi diệp hòa trong lòng cảm thấy rất ấm áp vẻ mặt nhất thời cũng trở nên nhu hòa kinh ngạc nhìn trắng khẽ gật đầu một cái trong tiềm thức nhớ được trong lúc hôn mê nàng vẫn có chút lý trí lúc ấy mơ hồ biết có người canh giữ ở bên cạnh nàng còn hỏi nàng thế nào rồi. Sau giờ ngọ, bầu trời bao la trong xanh mát rượi bởi vì mấy ngày gần đây trời không đổ tuyết, mấy chỗ tuyết động sâu mấy tấc cũng từ từ hòa tan, chung quanh mặt đất ướt nhẹp, khí trời cũng vì thế mà ẩm lạnh. Chỉ đáng thương những đại hán cưỡi ngựa đi theo hai bên xe lúc này đã lạnh đến mặt tái mét, nếu không phải có thân thể cường tráng sợ rằng sớm chống đỡ không nổi. Mặc dù rất lạnh nhưng không phải điềm xấu, ít nhất sau khi tuyết tan không còn tuyết động cản trở xe ngựa chạy tốc độ nhanh hơn rất nhiều không giống với các đại hán bố y ở ngoài xe ngựa chịu từng cơn gió lạnh quật vào người. Diệp Hòa ngồi trong chăn lông lớn màu xám, lưng dựa vào thành xe, ống quần được xoắn lên, hai chân để nằm ngang, bắp chân tinh tế trắng nõn cùng gót chân thanh tú lộ ra ngoài được một đôi bàn tay to có lực xoa bóp lên cách việt vị trên bắp chân, ngón cái dương ra ngoài còn bốn ngón kia khép lại, tay thành hình dạng gọng kìm đem toàn bộ bàn tay dán chặt lên làn da làm động tác vuốt ve xoay vòng tròn, vừa nhu vừa xoa thành hình dạng xoắn ống rồi đẩy mạnh về phía tâm, động tác thành thạo chọn vị chính xác dường như hết sức thông thạo chuyện này. Nam tử trẻ tuổi gần trong gan tất rũ xuống mí mắt, thần thái nhu hòa mà chuyên chú không chút dị sắc. Ngược lại mặt Diệp Hòa lại nóng trần, vẻ mặt không được tự nhiên, giữa thận trọng mơ hồ mang theo chút ngượng ngùng. Diệp Hòa mặc dù sanh ở hiện đại nhưng vì trọng điểm đặt trong trường quân đội mà từ trước đến giờ luôn kiềm chế bản thân, vẫn luôn là cô gái theo truyền thống bảo thủ, để cho người khác phái đụng chạm là chuyện chưa từng có mà suốt ba ngày nay đều bị nam tử gọi là y gia vì đó mỗi ngày đến đây châm cứu mỗi lần gần một canh giờ trong lúc đó giữa bọn họ cũng không nói nhiều hắn chỉ hỏi hai chân nàng cảm giác ra sao nói với nàng trước khi khỏi hẳn đừng miễn cưỡng đứng lên lúc ngủ không thể nằm nghiêng để tránh đè lên vết thương ngay chân nam tử như chỉ đơn thuần quan tâm hai chân của nàng chứ không hỏi thân phận cùng lai lịch của nàng thậm chí chưa từng hỏi nàng tên gọi là gì chỉ xưng nàng là vì cô nương trải qua nhiều ngày châm cứu vết nước da cùng máu ứ động trên đùi diệp hòa cũng biến mất rất nhiều nhưng bắp chân nàng vẫn không có bất kỳ cảm giác vô luận là bấm là đánh đều chỉ cảm thấy tê tê mỗi lần châm cứu xong bác gia sẽ cầm lấy quải trượng được hạ nhân đỡ trở lại xe ngựa của mình nhưng hôm nay sau khi châm cứu hắn lại không lập tức đi mà nâng lên bắp chân diệp hòa giúp nàng tìm xuống huyệt đạo nổi lên lúc trước vô luận bày châm hoặc bày cứu bàn tay nam tử cùng da thịt nàng rất ít đụng chạm bây giờ lại trực tiếp ấn lên bắp chân cùng lòng bàn chân nàng xoa nắng ma sát Mặc dù nàng là người không câu nệ cũng khó tránh cảm thấy không được tự nhiên. Không gian lặng tờ như chết trong im lặng, bác gia đè xuống một huyệt vị bỗng nhiên dương mắt hỏi, về cảm giác thế nào? Diệp Hòa nghe thấy âm thanh chợt vang lên, ngay sau đó lắc đầu, về không có. Một lát sau, hắn đổi sang tìm huyệt vị khác lại hỏi, về hiện tại thì sao? Diệp Hòa lần nữa lắc đầu. Cứ thế lặp lại đổi mấy huyệt vị rốt cục khi hắn đè lại một chỗ, Diệp Hòa bỗng nhiên vui vẻ nói, y có, có chút đau. Bác gia dường như cũng rất cao hứng, ngẩng đầu lên hòa nhã cười nói, kể có cảm giác thì tốt rồi, chân của cô nương sẽ được cứu. Chỉ cần mỗi ngày kích thích huyệt vị đợi đến máu bầm rút đi, đôi chân của cô nương sẽ trở lại bình thường. Nhưng Diệp Hòa lại không cười, ánh mắt rơi vào trên chân trái hắn, thật thà hỏi lại, thì vậy còn ngài? Ta! Hắn trong nháy mắt có phần kinh ngạc, ngay sau đó hờ hững lắc đầu, để chân ta chỉ sợ là không được. Vừa nói lại thấy trên mặt Diệp Hòa xuất hiện vẻ không đành lòng, cười nhạt hài lòng nói, Thế cô nương không cần lo lắng cho ta, đôi chân này mặc dù bị phế một bên nhưng miễn cưỡng còn đứng được. Nếu cả chân kia cũng bị phế cả ngày ngồi xe lăn đó mới là sống không bằng chết. Diệp Hòa nhìn khuôn mặt tuấn tú nho nhã trước mặt tỏ vẻ như thế đã hài lòng nhất thời im lặng, một nam tử tính tình đạm mạc vô dục vô cầu, tâm địa lương thiện trời cao sao lại những tâm như thế. Mặt mũi thanh tú như ngọc bích, thân hình thon dài như thanh trúc ngọc thụ, tính tình ôn hòa như làn gió nhẹ lướt qua mặt khí chất tĩnh lặng như vực thẳm nếu không phải bị tật một chân hẳn là một thiếu niên tài tuấn hoàng mỹ một lát sau nam tự rốt cuộc làm xong chuyện trong tay để xuống bắp chân diệp hòa khó khăn chống quải trượng đứng dậy đợi đến lúc đứng thẳng đã mệt đến đôi môi tái mét trắng trắng nõn rỉ ra một giọt mồ hôi mỏng vui vẻ nói kỳ hình lôi nói chậm nhất là tối nay tới đến lúc đó có thể dùng nước ấm cho cô nương ngâm hai chân lúc đó cũng thoải mái hơn bác gia Diệp Hòa gọi lại nam tử xoay người rời đi, không nhịn được hỏi, để chúng ta tối nay sẽ tới đâu? Nhà của ta. Hắn vừa sải bước vừa đáp trả, ra khỏi xe ngựa được hạ nhân đỡ cố hết sức rời đi. Diệp Hòa tựa vào thành xe nhìn phương hướng nam tử biến mất thật lâu không có phản ứng. Đối với vị bác gia này Diệp Hòa trong lòng rất cảm kích nhưng vẫn chưa có dịp nói cảm ơn bác gia. Nàng là người giữ vững nguyên tắc, nếu người khác hại nàng, nàng nàng nhất định hoàn trả gấp bội, còn nếu người khác có ân với nàng nàng cũng sẽ tương báo dùng bao nhiêu lời cũng không thể trả hết đại ân bác gia không chỉ đã cứu nàng còn cứu hai chân của nàng phần ân tình này nàng phải báo đáp thế nào quả nhiên đúng như lời bác gia nói ngày đó trời chỉ vừa lờ mờ tối bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng người huyên náo lúc ấy diệp hòa đang nằm trong chăn lông nghỉ ngơi bị thanh âm hỗn độn bên ngoài đánh thức lập tức cảnh giác ngồi dậy theo bản năng lấy ra dao găm khác bên hông giờ thân thể vén lên rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt là một con đường theo phong cách cổ xưa, bên cạnh là những căn nhà hết sức trang nghiêm, giữa mái hiên cùng mái hiên nối tiếp trải rộng cả con đường, cây cối cành lá rậm rạp. Mặc dù gần tối, trên đường vẫn có vẻ rất náo nhiệt, các cửa hàng sang sát nối tiếp nhau, trên đường vanh vẫn tiếng nói chuyện ồn ào quần áo của bọn họ là mấy loại vải thô sơ bình thường đi lại vội vã, có cả tiếng rao hàng của những quầy bán hàng. Diệp Hòa đắm chìm trong kinh ngạc nhìn ngắm cổ thành, có mừng rỡ xen lẫn hưng phấn, hận không được nhảy xuống xe đi tản bộ cảm thụ thành thị ở thời đại này song lúc này xe ngựa lại rẽ vào một đường nhỏ vắng vẻ rời xa đường cái phồn hoa náo nhiệt diệp hòa thấy không có ai đành phải bỏ xuống màn che cửa sổ lần nữa ngồi yên tĩnh bên trong đối với địa lý nơi này nàng chỉ xem sơ qua mấy cuốn sách thật sự không nắm chắc thậm chí không biết vị trí hiện tại là một tòa thành càng không biết mình bây giờ sắp sửa đến chỗ này diệp hòa thở dài một hơi nhìn dao găm vẫn còn nằm trong tay Dao găm này không chỉ có sắc bén vô cùng còn hết sức mỹ lệ, không chỉ có bảo thạch xanh biết nạm chung quanh mà còn khắc lên hình rồng, đương nhiên không phải là vật tầm thường. Diệp Hòa mơ hồ nghĩ không biết Kim Tiểu Vương gia tuổi còn nhỏ mà đã già dặn kia hiện tại là sống hay là chết. Nếu hắn may mắn như nàng hiện tại hẳn đã trở lại đô thành ở trong vương phủ của mình. Dù sao bình thường người tốt không thể sống lâu còn chịu tai họa ngàn năm, đoán chừng tên kia cũng không dễ chết như vậy. Trong lúc thất thần xe ngựa đã từ từ ngừng lại, rất nhanh nghe phu xe bên ngoài cất giọng nói, kệ cô nương, đến rồi. Diệp Hòa vén lên cửa xe đã nhìn thấy một ngôi nhà hết sức bình thường, trước cửa để hai con sư tử bằng đá của kỹ, phía sau là hai cánh cửa lớn được quét sơn đen, một đôi vòng cửa đồng thau nhưng trên cửa có một số nơi bị tróc sơn, thậm chí ngay cả cửa biển cũng không có. Nhìn tòa nhà không xa hoa hoành tráng Diệp Hòa ngược lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao nàng cũng không biết gì cả về vị khi bác gia kia, bây giờ nhìn lại hẳn không phải xuất thân quan lớn hiển quý hoặc hào môn thế gia mà là một người nghèo khổ bình thường mà thôi diệp hòa nhìn lướt qua mọi nơi lại thấy chỉ có năm chiếc xe ngựa thiếu đi một chiếc chính là chiếc xe ngựa chở bác gia đang muốn mở miệng hỏi thăm lại nghe phu xe nói để cô nương không cần quan tâm bác gia có việc đi nơi khác tối nay mới trở lại diệp hòa có chút nghi ngờ hắn đi đứng bất tiện lại vừa đi một chuyến xa mệt nhọc có chuyện gì trọng yếu đến không về nhà chứ mặc dù nghi ngờ nhưng diệp hòa biết điều không hỏi nhiều chỉ cười gật đầu với phu xe. Nhìn xe ngựa cách thềm cao vài thước, buồn bã suy nghĩ cách làm sao đi xuống lại thấy một cả hạ nhân dẫn đầu vào tòa nhà. Rất nhanh có hai tỳ nữ đẩy ra một chiếc xe lăn đỡ nàng ngồi lên, cung kính như đối đãi khách quý đẩy nàng vào trong nhà. Diệp Hòa ngồi xe lăn được tỳ nữ đẩy vào trong nhà, đến chỗ bậc thang cũng may Diệp Hòa không nặng hai người liền một trái một phải nâng lên xe lăn đi qua. Diệp Hòa hết sức buồn bực, nàng từ trước đến giờ lấy thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt làm keo ngạo, không nghĩ rằng có ngày bị xem như người tàn phế hạng ba đối đãi chỉ thấy chỗ ở có phần trống trải kết cấu đại khái tương tự nhà cấp 4, tọa nam bắc triều trước sau đều là hành lang khoảng sân rộng rãi chính giữa thì trồng một ít ngô đồng thô lớn chung quanh để mấy bồn hoa còn có một cái ghế nằm làm từ trúc không tiếp tục quan sát những cảnh trí khác bốn phía sân đều là gian phòng bỏ phòng ốc hiển nhiên đã cũ ngay cả đồ án điêu khắc trên cửa gỗ màu sắc cũng hết sức ảm đạm thậm chí trên cửa sổ giấy còn có một lỗ hỏng tiểu thư cô thích Tây Sương hay Đông Sương? Xe lăn dừng ở giữa sân, một tỳ nữ bỗng nhiên cung kính hỏi. Diệp Hòa nghĩ ánh sáng rọi vào liền chiếu vào gian phòng phía Tây, thuận miệng nói, y vậy thì chọn Tây Sương đi. Hai tỳ nữ gật đầu để xe lăn hướng Tây Sương đi tới, Diệp Hòa bỗng nhiên phát giác sân hô của các nàng mở miệng nói, người ta chỉ là một kẻ bình dân may mắn được bác gia cứu mà thôi cũng không phải là khách quý quý phủ, càng không là tiểu thư tôn quý gì, các người cứ gọi ta là Diệp Hòa được rồi hai tỷ nữ nhìn thiếu nữ thanh tú ngồi trên xe lăn da miệng thịt mềm trói gà không chặt trong mắt không tin nổi hai người liếc mắt nhìn nhau một lát mới ra miệng một lời cung kính gọi cho diệp hòa cô nương diệp hòa thở dài không bận tâm sửa đúng nếu hai nha đầu này không ngại mệt gọi thêm hai chữ nàng là người nghe cần gì lo lắng cả tòa nhã tổng thể giống nhau cách bài trí mỗi phòng cũng hết sức đơn giản thậm chí có thể nói keo kiệt có một giường một chiếc bàn hai ghế một tủ còn có một bàn trang điểm dù mặc dù không lớn nhưng chăn bông phía trên đều là mới Sách trời dần dần tối Hai nha đầu đem hai đĩa thức ăn Cùng một chén cơm lớn đưa đến trong phòng dịp hòa Đây là lần đầu nàng tới thời đại này Nhìn thấy món ăn nóng hầm hập Mặc dù không phải sơn trân hải vị gì đó Nhưng làm nàng tiếp động suýt nửa đỏ vành mắt Mặc dù cơm có chút cứng Thức ăn cũng không ngon lắm Nàng vẫn như tám đời chưa được ăn lấy khí thế hoành tảo thiên quân Đem thức ăn chén sạch sẽ Hai nha đầu nhìn nàng ăn như hổ đói Ăn không chút khí chất cả đám đều ngây ngốc trừng lớn mắt khi thấy trên mặt Diệp Hòa dính một hạt cơm, thế nhưng còn lấy tay gỡ ra hạt cơm bỏ vào trong miệng nút vào khiến mọi người kinh ngạc đến cười tuê toét. Diệp Hòa đem thức ăn quét sạch ngẩng đầu lên, lúc này mới phát giác hai nha đầu nhìn đến ngây người, nhún vai cười khổ nói, để cái người đã tin tưởng ta không phải là tiểu thư quý giá gì rồi đúng không? Hai nha đầu xì một tiếng đồng loạt bật cười, Diệp Hòa cũng nhịn không được nửa cười, không khí nhất thời thoải mái hơn. Diệp Hòa thấy các nàng không câu nệ liền cười hỏi, còn chưa biết hai người các ngươi gọi là gì nha nha đầu cười lộ ra tám cái răng hoặc nhìn có phần sáng sủa nói ệ nô tỳ là tinh hà nha đầu còn lại chỉ mím môi bẽn lẽn cười có chút xấu hổ nói để còn nô tỳ là lan khê diệp hòa gật đầu nói ê tên của các ngươi thật là dễ nghe tinh hà vui vẻ có phần kiêu ngạo nói hệ là bác gia đặt cho chúng ta đấy bác gia các người quả thật là người có lòng tốt Diệp Hòa khen nhưng ngay sau đó lại như lơ đảng hỏi. Ê đúng rồi, có một chuyện ta còn chưa rõ. Vì sao bác gia lại gọi là bác gia, là đứng thứ 8 trong số anh em hoặc là tên trong có bác tự? Hai nha đầu vừa nghe sửng sốt cảm thấy kỳ lạ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Lan Khê mở miệng nói, Diệp Hòa cô nương không phải là người nước đại kỳ mới lần đầu đến nghiệp đan thành sao? Diệp Hòa vẻ mặt không giải thích được hỏi, Ê vì sao lại nói như vậy? Lan Khê nhỏ giọng nói, thế nếu không phải như thế cô nương sao lại không biết gì về bát gia? Tinh Hà là người tính tình nôn nóng, không đợi Diệp Hòa mở miệng đắc ý chen vào. Kể đúng vậy, nghiệp đang thành có người nào không biết. Bác gia chúng ta mặc dù chỉ vừa mới 20 nhưng lại lại là thân đệ đương kim thánh thượng đại kỳ quốc, từng là bác hoàng tử danh quan thiên hạ. Đáng tiếc bát gia không màng danh lợi, tính tình nhàn tản. Sau khi hoàng thượng lên ngôi vốn muốn phong ngài làm hiền vương nhưng bác vương cố ý từ chối, nói chỉ muốn trải qua cuộc sống dân chúng bình thường. Bác gia chúng ta mặc dù không có quan chức, không có đất phong cũng không thân binh nhưng có thể tự do ra vào cung điện, thấy thánh miễn quỳ, văn võ bá quan thấy ngài ấy đều phải cung kính gọi một tiếng gậy bát gia, ngay cả kim tiểu vương gia được hoàng thượng nung chiều nhất thấy hắn cũng phải gọi một tiếng hoàng thúc. Bát gia chúng ta văn thao vũ lược, tài tình hơn người, nghe nói tiên hoàng vốn muốn đem ngôi vị hoàng truyền cho ngài, nếu không phải bát gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị tàn chân trái, hôm nay người ngồi trên ghế rồng đáng lý phải là Tinh Hà Lan Khê nổi cáo la ầm lên trên mặt mang theo tia trách cứ. Lúc này Tinh Hà mới ý thức được bản thân đã nói quá lời, để cho người có ý nghe thấy sẽ dẫn đến họa sát thân, vội vàng ngậm miệng ngựa ngùng cười. Diệp Hòa ngồi xe lăn cũng ngây ngẩn cả người, cả người bị vây trong khiếp sợ, bác gia kia làm việc âm thầm, quần áo một mạc, tính tình ôn hòa, ở trước mặt nàng không chút phách lối, nàng vẫn cho rằng hắn là người bình thường làm chút buôn bán, thấy tòa nhà có phần đơn sơ Diệp Hòa lại càng nhận định hắn không phải là vương công quý tộc, không nghĩ tới thân phận hắn lại là nghe tin hà nói một hồi xem ra chân trái bát gia sở dĩ tàn sợ rằng không chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn nếu tiên hoàng vốn có ý truyền ngôi cho bát gia như vậy đương kim thánh thượng tề quốc một khi lên ngôi nhất định có phần kiên kỵ bát gia thậm chí có thể không để ý thân tình diệt trừ hậu họa cũng có khả năng nhưng bát gia chủ động buông tha tước vị vương gia buông tha đất phong buông tha binh quyền quả thật là cách làm thông minh nhất vốn không muốn còn liên quan gì với hoàng tộc bây giờ xem lại là chuyện không thể nào hôm nay bác gia vừa vào thành đã không thấy tâm hơi phu xe kia nói hắn có việc đi nơi khác nơi khác các hẳn ám chỉ hoàng đế đại kỳ triệu vào cung nếu nghiệp đan thành chính là thủ đô đại kỳ vậy Kim tiểu vương gia hẳn là hôm nay cũng trở về nghiệp đan thành đang muốn hỏi thăm nhưng khi diệp hòa phục hồi lại tinh thần hai nha đầu đã thu thập xong chén đổ lui ra khỏi gian phòng diệp hòa lấy tay chuyển xe lăn dời đến bên giường cố hết sức dùng hai tay chống bò lên chọn tư thế tương đối thoải mái ngồi ở đầu giường, dùng chăn bông đem hai chân đắp kín. Mấy ngày qua cô không có một giấc ngủ ngon, thân thể vốn ngồi không tự chủ được trượt xuống vừa mới chạm vào gối rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lần nữa nhìn thấy bác gia đã là giờ ngọ ngày hôm sau, thời điểm ăn cơm trưa nghe tin Hà nói bác gia đêm qua vào lúc canh ba mới trở về giường như hết sức mệt mỏi, trở về phòng liền ngủ thẳng đến giữa trưa vẫn chưa tỉnh. Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Hòa đưa lưng về phía cửa phòng đang ngồi ở xe lăn suy nghĩ làm gì báo đáp bác gia ân cứu mạng, nghe thấy có người gõ cửa còn cho rằng là hai nha đầu kia đến theo bản năng trả lời ùy vào đi xong đến khi quay đầu lại thấy bác gia tay trái chống quải trượng tay phải bưng một chén thuốc nhỏ chậm chạp đi vào cửa phòng hắn đã đổi một thân y phục thuần trắng sạch sẽ theo động tác đi lại một góc bạch y nhanh nhẹn di động khí chất như một thư sinh nho nhã đôi mắt của hắn đen nhánh như mực ánh mắt nhu hòa đem chén nhỏ trong tay đưa đến trước mặt diệp hòa cười nói ngày đây tử linh chi đêm qua ta tìm thấy trong cung kiên gân cốt lợi cắt đốt ngón tay uống thứ này sẽ có lợi cho chân cô nương. Trong lòng Diệp Hòa nhất thời cảm thấy ấm áp, có nhiều lời muốn nói không biết làm sao mở miệng, chị An tỉnh đưa tay nhận lấy chén nhỏ nhìn bóng đen mơ hồ trong mắt hắn, không nhận được nói, kẻ bác gia sao không nghĩ thêm một lát còn đích thân đưa tới làm gì, Lan Khê tinh hà các nàng đâu rồi. Hắn lắc đầu, cho tỉnh lại không thể ngủ tiếp nữa, còn Lan Khê tinh hà đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho ta, ta lại thấy sắp đến giờ châm cứu cho cô nương mới thuận tiện bưng thuốc đến. Diệp Hòa lúc này mới nhớ, trong nhà này chỉ có hai nha hoàng mà thôi, không ngờ hắn thân phận tôn quý lại phải chịu cuộc sống kham khổ. Diệp Hòa cảm thán, đem chén nhỏ chứa thuốc chạm vào đôi môi, mặc dù có chút đắng nhưng chỉ nhíu mày một chút rồi uống cạn. Bác gia ngồi xuống băng ghế trước mặt Diệp Hòa, đem quải trượng tựa bên cạnh bàn, từ trong lòng ngực móc ra bộ dụng cụ châm cứu, một cách tự nhiên dơ lên bắp chân Diệp Hòa, sắn lên ống quần thành thạo ghim kim vào huyệt vị, vừa nói, thì hôm nay có thấy tốt hơn chút nào? Diệp Hòa gật đầu, e ngón chân có thể nhúc nhích một chút. Đây là hiện tượng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra qua 4 năm ngày nữa cô nương có thể đứng lên, nửa tháng sau là có thể hành động tự nhiên. Động tác tay không ngừng dù chỉ một chút, cười nói, kể có nghĩ sau khi chân khỏi đi nơi nào chưa? Diệp Hòa hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, ngay sau đó kiên định nói, kể ta nơi nào cũng không muốn đi. Trong mắt rũ xuống khóe môi bác gia nở nụ cười nhưng đến khi ngẩng đầu lại khôi phục như bình thường, cao mày hỏi, cái cô nương không phải muốn ở lại đây chứ Diệp Hòa thấy hắn có vẻ không muốn cho nàng ở lại Quật cường nói Thế tại sao không thể Bác gia Ngài cho ta ở lại ta nhất định có thể giúp ngài Hắn không phủ định mà hỏi ngược lại Ê cô nương biết làm gì Diệp Hòa hé môi muốn trả lời Nhưng thoáng cái lại không đáp không ra vế sau Đúng vậy Nàng có thể giúp hắn làm gì Giặt quần áo Trước kia quần áo của mình phần lớn đều dùng máy giặt còn nấu cơm, trước phần lớn đều ăn cơm ở phòng ăn hoặc gọi bên ngoài đem đến. Quét dọn. Bảo nàng cầm cây chổi còn khó hơn cầm súng. Hơn nữa, những việc cỏn con kia so với ân tình nàng thiếu hắn không chút đáng kể. Không cần gấp gáp. Bác gia thấy nàng vắt hết tóc, không nhịn được bật cười. Cô nương còn rất nhiều thời gian từ từ nghĩ, chờ cô nương nghĩ ra mình có thể làm cái gì, chúng ta lại nói đến vấn đề đi hay ở, được không? Diệp Hòa không còn cách nào chỉ đành phải ảo não gật đầu. Bác gia bỗng nhiên nói, người ta nghe Tinh Hà cùng Lan Khê gọi cô nương là Diệp Hòa. Theo ta biết ở đại kỳ người họ Diệp không nhiều lắm hẳn rất khó tìm, cô nương thất là cùng người nhà, có cần ta giúp cô báo tin bình an? Diệp Hòa vội vàng lắc đầu, kẻ không cần, ta không có người thân. Hắn li mắt nhìn nàng, Mô quan lóe lên nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt liền lần nữa cúi đầu, chuyên chú châm kim lên bắp chân Diệp Hòa, cũng không hỏi thêm thân thế của nàng. Bác gia nói rất đúng, mỗi ngày Diệp Hòa ăn một chén tử linh chi, buổi tối trước khi ngủ dùng nước nóng ngâm hai chân, hơn nữa bác gia đúng giờ giúp nàng châm cứu xoa bóp, trong ngoài nhiều mặt được tỉ mỉ điều trị, ngày thứ năm thật đã có thể đứng dậy. Mặc dù chỉ có thể giống như người gỗ cứng ngắc chậm chạp di động từng bước nhưng Diệp Hòa vẫn kích động đến nói không ra lời, viện vách tường ở trong phòng ốc sinh đi qua đi lại, nàng cảm thấy lần đầu tiên có thể đứng lên bước đi là chuyện vô cùng hạnh phúc, chưa từng mất qua sẽ không bao giờ cảm nhận được nhưng vừa nghĩ đến chân bác gia, Diệp Hòa lại cảm thấy khó chịu thay hắn. Được bác gia xoa bóp nhiều lần da mặt Diệp Hòa cũng dày hơn, mỗi lần bác gia dơ lên bắp chân của nàng, cởi xuống giày cùng vớ xoắn lên ống quần lộ ra bắp chân trắng như tuyết cẩn thận giúp nàng xoa bóp, một loạt động tác liên tiếp mà Diệp Hòa mặt không đỏ tim không đập. Trước kia hai chân chỉ cảm thấy chết lặng không chút cảm giác nhưng bây giờ dần dần khôi phục tri giác, có thể cảm nhận pháp xoa bóp thành thạo của bác gia thoải mái cỡ nào. Qua nửa mấy ngày nữa, Diệp Hòa có chút tiểu nhân đắc chí, thấy bác gia tốt với nàng không tì khí nàng, lá gan cũng dần lớn hơn, có đôi ngón tay bác gia ấn lên huyệt vị, nàng sẽ hiếp mắt hưởng thụ la lên, Ti a à nha, nơi này ấn rất thoải mái, có thể mạnh thêm chút. Bác gia chỉ cười ôn hòa đáp, ê được. Vừa nói liền theo lời tăng thêm chút ít lực, Diệp Hòa nhất thời thoải mái hừ hừ. Cho nên, ở trong trạch viện trống trải, mỗi khi bác gia vào phòng Diệp Hòa, sẽ nghe được thanh âm Đức Quảng mang theo hưởng thụ của Diệp Hòa bát gia có thể dùng lực một chút a à, quá nặng nhẹ chút không đúng hiện tại lại quá nhẹ nặng một chút đừng đừng như vậy vẫn là điểm nhẹ chút đi ừ cái này đúng rồi thật thoải mái a à. có một lần lão hộ viện vừa lúc quét lá rụng trong sân ông không biết nội tình nghe được mặt đỏ tới mang tai lắc đầu liên tục thẳng thắn bát gia luôn thanh tâm quả dục hôm nay sao lại không biết ý tứ thế chứ Bác gia thấy Diệp Hòa làm càng ba hồi la nhẹ, một lát lại bảo nặng, khuôn mặt từ trước đến giờ trầm tĩnh ít có ba động thỉnh thoảng sẽ lộ vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt buồn cười có, buồn bực có, cuối cùng là im lặng, lại một lần khác bác gia có chút giận, ngón tay bỗng dời phương hướng bàn chân trắng nõn khéo léo công lên. Diệp Hòa sợ nhất chính là cái này, như bị dẫm phải đuôi mèo hoảng sợ thét chói tai trốn nhanh về phía sau, cái ghế ngưỡng đụng ngã cái bàn, cái bàn trượt chân ấm trà, bình trà ném tới trên mặt đất, nước trà lá trà văng đến trên người Diệp Hòa, còn bác gia bình yên vô sự ngồi trên băng ghế, tâm tình rất tốt cười ha ha. Thanh âm binh binh bang bang kèm theo tiếng cười để căn phòng từ trước đến giờ yên lặng vắng lạnh có thêm mấy phần náo nhiệt. Diệp Hòa cả người chật vật, trận to đôi vừa đen vừa lung linh nhìn khuôn mặt nam tử nhìn có chút hả hê tức phì phì nói, kệ bác gia, ngài là cố ý. Công tử trẻ tuổi nụ cười không giảm, vương tay kéo nàng lại chăm chú nhìn nàng ôn nhu nói, kệ không phải cô nương cũng cố ý sao? Diệp Hòa thấy bị hắn nhìn thấu tâm tư, khí thế chất vấn vừa rồi thoáng chút mất sạch, ngượng cười xòa. Không sai, nàng là cố ý, cảm thấy không bằng cho nam tử trước mắt. Vì bất hạnh mới sinh ra trong hoàng gia, không chỉ bị tước đoạt thân tình vốn có, bây giờ còn bị tước đoạt đi quyền thế cùng địa vị, thậm chí ngay cả thân thể kiện toàn cũng trở thành hy vọng xa vời. Hắn mất cũng đã đủ nhiều, không nên để hắn mất đi cảm xúc căn bản của con người. Nàng muốn nhìn một bát gia có vẻ mặt phong phú như người bình thường chứ không phải trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười mà hai đầu lông mày cũng khóa chặt toát ra vẻ u sầu, vẻ mặt bình thản không có biểu cảm, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đem tất cả cảm xúc che giấu trong lòng. Trưa mùa đông, trên bầu trời mờ mịt lóe ra ánh mặt trời hiếm thấy, mặc dù hết sức yếu ớt nhưng nhìn thấy tia sáng màu và nhạt cũng đủ làm cho người ta ấm áp không ít. Dưới sự giúp đỡ của Lan Khê, Diệp Hòa mặc vào một thân bố y nam trang màu đen, đây là y phục của một hộ vị người tương đối thấp bé trong phủ bát gia, nàng mặc vốn hơi rộng nhưng nàng mặc thêm hai lớp áo bên trong miễn cưỡng coi như vừa người. Diệp Hòa hướng về phía gương trên bàn trang điểm, Lan Khê đã giúp nàng buộc lại mái tóc, trên mặt không trang điểm yên phấn mà chỉ dùng bút lông vẽ lên lông mày một chút, hơn nữa một thân áo đen giúp nàng che đi mấy phần nữ khí, nữ nhân giả trang thành nam tử coi như thành công. Môi hồng răng trắng mặt nửa qua ngọc, nhìn lướt qua thật sự là phong độ chỉ có tiểu công tử tuấn tú. Bất quá đây chỉ do Lan Khê nói thôi. Diệp Hòa hướng về phía gương soi, tự đáy lòng cảm giác nàng cứ như một tên mặt trắng nhỏ. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Tinh Hà bước vào, những ngày qua hai nha đầu cùng Diệp Hòa chung đụng tự nhiên cũng thân thiết hơn, cũng không còn câu nệ lễ nghi, hiện tại ngay cả số lần gõ cửa vào phòng Diệp Hòa cũng giảm đi. Tinh Hà vừa tiến vào đã trợn mắt, không để ý quy tắc mà hét ầm lên, cô nương tốt của ta, cô làm sao còn soi gương, bác gia đang chờ ở bên ngoài, cô nương rốt cuộc có muốn đi hay không a? À? Đi chứ, sao lại không đi? Diệp Hòa liên tục không ngừng đáp lại, mặt trắng nhỏ thì mặt trắng nhỏ chỉ cần có thể ra ngoài hóng mát cho dù giả trang thành nương nương khang đều được đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cũng phải đi nhanh lên tinh hà tròn con mắt trừng bước nhanh đến trước một bước kéo diệt hòa đi ra ngoài vừa đi còn không ngừng cằn nhằn kệ ta nói cô nương thật đúng là bác gia cũng đã chờ một lúc lâu cô không cấp không vội nhìn gương bác gia mặc dù tính tình tốt nhưng cô nương cũng không nên để bác gia chịu thiệt chờ lâu vậy chứ xem một chút hiện tại là giờ nào rồi Diệp Hòa bị nha đầu này lại nhảy miên miết thống khổ không chịu nổi, hận không thể có một nhúng bông vải, cho dù không thể chặn lại miệng tinh hà, ít nhất nhét vào hai lỗ tai nàng cũng tốt. Trong nháy mắt, Diệp Hòa ở chỗ này gần nửa tháng, trải qua này mười mấy ngày điều trị hai chân đã có thể đi lại, hơn nửa nàng thường xuyên ở trong phòng làm động tác đá chân, ngồi chồm hổn nhảy, dậm chân tại chỗ thực hiện một số động tác nhỏ, nhờ vậy hồi phục so với dự đoán nhanh hơn chút ít. Hôm nay khí trời không tệ, Bác gia tính ra ngoài dạo, sợ những ngày qua Diệp Hòa ở một mình trong phòng buồn bực, chân cũng đã khỏe hẳn nên tính đưa nàng theo. Có lẽ do khí trời không tệ, trên đường lớn so với hôm Diệp Hòa vào thành qua rèm cửa sổ náo nhiệt hơn nhiều, cũng may phố xá nghiệp đang thành hết sức rộng rãi, ba chiếc xe ngựa chạy song song cũng không thành vấn đề, cho nên mặc dù trên đường sóng người qua lại rất nhiều nhưng không hề chật chội. Bác gia vì hành động bất tiện nên phải ngồi xe ngựa xuất hành, mà Diệp Hòa không cam miệng cứ ở mãi trong xe ngựa nàng muốn như những đại hán bố y chịu trách nhiệm bảo vệ bác gia đi theo bên cạnh xe ngựa. Vừa bắt đầu Diệp Hòa đi theo xe ngựa nhưng về sau vì Diệp Hòa từ khi đến thế giới này lần đầu đi dạo phố, nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy ly kỳ, nhìn thấy mấy gian hàng bán đồ ăn vặt trên đường lại không nhịn được chạy đến ngửi một chút, nhìn thấy cửa hàng bán đồ thủ công lại hưng phấn chạy đến sờ sờ, bác gia dặn hình lôi không cần thúc giục chỉ đi theo nàng, thế nên tình trạng biến thành Diệp Hòa đi xe ngựa đi, Diệp Hòa ngừng xe ngựa ngừng. Hình lôi cảm thấy buồn bực, lúc trước bác gia còn bảo hắn giết cô nương này nhưng bây giờ lại bảo vệ nuông chiều tâm chủ tử đúng là hạ nhân như hắn không thể đoán nổi hai nha đầu tinh hà cùng lan khê đi theo bên cạnh diệp hòa thỉnh thoảng hỏi nàng có muốn mua thứ gì không nhưng diệp hòa luôn lắc đầu nàng dọc theo đường đi vì cảm thấy mới mẻ nên mới ngó một lát sờ một chút không nghĩ phải mua huống chi bác gia là người thanh liêm cuộc sống vốn kham khổ nàng đã thiếu bác gia rất nhiều sao có thể không biết xấu hổ dùng ngân lượng của hắn chứ một hơi đi hai con đường Diệp Hoa dần dần không còn cảm thấy mới mẻ, huống chi còn chưa dùng cơm trưa. Lúc này bụng đã sớm đói nhưng không thể xấu hổ nói bản thân đói, đành phải nén cơn đói tiếp tục đi dạo nhưng bước chân không khỏi chậm rất nhiều. Xuyên qua cửa xe để mở, bác gia nhìn thân ảnh đi ven đường càng ngày càng chậm bỗng nhi nói, kẻ ta có chút ít đói, tìm nơi nào đó ăn một chút đi. Diệp Hòa vừa nghe vui mừng nhớ mày, nàng đang đợi lời này đây. Tinh Hà nghe vẻ mặt không hiểu nổi nghi ngờ hỏi, kể bác gia không phải ngày trước khi ra cửa nói không muốn ăn còn bảo nô thì đừng quên đến bách thảo đường lấy chút thuốc tiêu thực sao dịp hòa sửng sốt kinh ngạc quay về phía cửa sổ lại thấy nam tử trẻ tuổi trong xe ngựa thần thái tự nhược như không nghe thấy tinh hà nói ngồi dựa trên nệm trong xe ngựa nhắm mắt giả vờ ngủ say lan khê âm thầm ngắt lên eo tinh hà tinh hà le lưỡi vội và ngậm miệng lại rất nhanh xe ngựa ngừng lại trước cửa một lâu bán thức ăn bác gia vén lên rèm cửa chuẩn bị xuống xe Thanh Hà Lan khe thấy thế vội vàng tiến lên đỡ. Bác gia đi đứng bất tiện động tác xuống xe hết sức chậm chạp nhưng khuôn mặt hắn bình tĩnh. Một thân thanh sa bố y lại làm cho hắn để lộ khí khái bất phàm, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường trong đó bao gồm cả Diệp Hòa. Xin đại gia thương xót cho lão một ít bạc lẻ để lão dùng cơi, nhà lão bị kẻ xấu cướp sạch thiêu hủy, lão đây cùng đường nên mới. Thanh âm không lớn nhưng tiếng nói như tiếng la vỡ tan hấp dẫn Diệp Hòa chú ý, theo giọng nói nhìn lại chỉ thấy đầu đường đi tới một lão ăn mày vô cùng bẩn, Dọc đường ăn xin có thể nhìn ra người này chừng 50 tuổi, gầy như cây que, cả người bẩn ô bị nhiều người trên đường xem thường, trong tay cầm cái chén bể vẫn trống không. Người đi đường nhìn thấy ông lão không ai mà không né ra, sợ bị ông lão làm bẩn cả mình. Một mấy đứa nhóc mới lớn nghịch ngợm, nhặt lên mấy tảng đá nhỏ hướng sau lưng ông lão ăn mày ném tới, chỉ nghe thấy vang lên một tiếng thét đau, ông lão ăn mày liền ngã mạnh xuống mặt đường. Diệp Hòa vội vàng cúi người giơ tay đỡ dậy, ngay sau đó nghi mị trợn mắt nhìn mấy đứa nhóc bướng bỉnh, đứa bé co lại cổ, chạy nhanh đi. Lão ơi, trên lưng lão bị ném chảy cả máu, ta đây có chút thuốc lão cứ dùng mà thoa. Diệp Hòa vừa nói cũng đưa tay sờ soạn vòng eo, lấy ra một cái bình nhỏ bằng sành đây là bát da cho nàng, nói là có thể cầm máu tẩy sẹo. Cho nàng tùy thân mang theo, một ngày ba lần bôi trên bắp chân để tránh nước da lưu lại sẹo. Xong ông lão ăn mày lại không chịu nhận, ầm cái quỳ trên mặt đất dập đầu ngẩng đầu lên, buồn bã nói, khi cô nương cô tâm địa thật tốt, người tốt sẽ có phước nhưng lão đây hiện tại thiếu phải thuốc trị thương nếu thương lão thì cho lão chút bạc lẻ dùng cơm diệp hòa khó xử không phải là không chịu cho trên người nàng không có tiền a nhưng nàng không thể mặc cho ông lão không ngừng dập đầu đang ở lo lắng mơ hồ nghe thấy mùi vị nhẹ nhàng thủy mặt diệp hòa quay đầu liền thấy bác gia xuống xe ngựa chống quải trượng đi tới diệp hòa buông tay vẻ mặt có phần bất đắc dĩ bác gia cười khẽ quay sang hỏi nha đầu đứng bên cạnh nói ở Lan Khê, hôm nay mang theo bao nhiêu ngân lượng trên người? Lan Khê từ bên hông lấy ra hà bao, đến một chút mới trả lời, kệ gia, tổng cộng có mười mấy lượng bạc. Để lại một ít cho chúng ta dùng cơm trưa còn lại đưa cho ông lão. Tinh Hà nhất thời lo lắng hết lên, thì như vậy sao được? Mười mấy lượng này đủ cho quý phủ ta dùng nửa tháng. Bác gia liếc mắt nhìn nàng, Tinh Hà lập tức ngậm miệng biết điều đứng ở một bên không dám nói nửa ngữ cách đó không xa hình lôi âm thầm kinh ngạc sau khi chủ tử cứu vị cô nương kia cứ như biến thành bồ tát sống diệp hòa bình tỉnh nhìn bác gia ánh mắt có chút si mê trong lòng có chút vui sướng nam tử trước mắt mặc dù thân tàn tật không quyền thế lại không có tài phú lúc này ở trong mắt nàng lại là người hoàng mỹ nhất lan khê lấy ra một chút bạc vụn giao cho bác gia tinh hà trên mặt đầy vẻ không muốn nhưng không thể làm gì nhưng khi bác gia đem túi tiền giao cho lão ăn mày lão ăn mày tràn đầy cảm kích ngẩng đầu đưa tay nhận lấy đôi môi lạnh ngắt hé ra muốn nói cảm ơn ánh mắt lơ đãng rơi vào trên quải trượng bát gia cầm vẻ mặt vốn cảm kích lập tức trở nên vặn vẹo như người điên gào thét một tiếng hung hăng nhào tới bảo vệ bát gia chợt xảy ra biến cố làm đám người hình lôi không kịp ứng phó phóng lên phía trước nhưng không kịp bảo vệ bát gia trong chớp mắt lão ăn mày đã đem bát gia đụng ngã ông ta hiển nhiên là người không biết võ tay chân vì đói mà vô lực chỉ dựa vào bản năng một mụn cắn lên trên vai bát gia máu tươi theo đó chảy ra Bác gia khẽ cau mày nhưng không có kêu ra tiếng. Diệp Hòa không ngờ tới đột nhiên xảy ra chuyện thế này, trong bụng nổi giận nhất thời phi thân lên, một cước đá vào bụng lão ăn mày, người nọ kêu thả một tiếng ngã nhào trên đất, đại hán bố y lúc này cũng chạy đến đem lão ăn mày bắt lại đặt tại trên mặt đất. Lan Khê Tinh Hà bị dọa đến hóa ngốc, lúc này mới phục hồi tinh thần, lớn tiếng kêu bác gia, tay chân lúng cuốn đến đỡ nam tự áo lam trên mặt đất. Ông lão ăn mày miệng đầy máu tươi nhưng ánh mắt khóa chặt bác gia giọng căm hận nói, Ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi là tên ma quỷ giết người như quét. Ngươi dẫn người công kích trại mang cương chúng ta, trông sống mấy trăm người trong trại chúng ta, không những thế ngươi còn cho người phóng hỏa thiêu hủy phòng trại của chúng ta hồng chiếm đoạt mỏ than. Ngươi chết sẽ không tử tế. Chết cũng nhất định phải xuống 18 tầng địa ngục. Ông lão ăn mày miệng đầy máu tươi nhưng ánh mắt khóa chặt bát gia giọng căm hận nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi là tên ma quỷ giết người như quét. Ngươi dẫn người công kích trại mang cương chúng ta, chung sống mấy trăm người trong trại chúng ta, không những thế ngươi còn cho người phóng hỏa thiêu hủy phòng trại của chúng ta hồng chiếm đoạt mỏ than. người chết sẽ không tử tế. Chết cũng nhất định phải xuống 18 tầng địa ngục. Bên này ầm ĩ quá mức làm người khác chú ý, người đi lại trên đường rối rít dừng chân quan sát ngày càng nhiều. Diệp Hòa Cao mày nhìn kỹ ông lão ăn mày, hận ý trên mặt ông ta không thể là giả, chuyện vừa xảy ra cũng không giống như an bài từ trước, ông lão rõ ràng là gã ăn mày trên đường tình cờ gặp nhưng lão ta lại chỉ chứng mỗi mình bác gia là kẻ xấu, đây làm sao có thể? Tinh Hà nghe lời của lão ăn mày tức đến dậm chân kẻ ta phi. Tinh dân đen kia đừng có mà nói nhảm, bác gia của chúng ta trạch tâm nhân hậu, vừa rồi còn muốn đem mười mấy lượng bạc tặng cho ngươi, tinh dân đen ngươi sao có thể trở mặt là trở mặt. Tinh Hà, chớ có vô lễ. Bác gia mở miệng cản, nha đầu kia giận đến mặt đỏ bừng đành phải câm miệng, ở một bên bất bình trăm tức trừng lão ăn mày. Lúc này bác gia đã được Lan Khê Tinh Hà đỡ dậy, trên mặt hắn thần sắc vẫn bình thản không hề sợ hãi, bả vai chảy máu cũng không thèm để ý. ôn Hòa đẩy ra hai nha đầu đang đỡ, chúng quải trượng chậm rãi đi tới, hơi cúi người xuống hỏi. Ê lão tiên sinh, lão nhìn kỹ lại đi, tại hạ chưa từng gặp mặt lão, không chừng lão nhận lầm người rồi. Lão ăn mày lại không lĩnh tình, tức giận nói, ê chính là ngươi. Ngươi là cái tên độc ác đừng hồng nói xạo, chính ngươi dẫn người diệt mang cương trại chúng ta, Diệp Hòa Xem thường đi đến trước hỏi e lão nhân gia, mọi việc đều phải có chứng cớ nếu không mọi người chúng ta sẽ không tin. Lão nói bác gia là kẻ xấu tiêu diệt trại của lão, vậy có bằng chứng không? Lão ăn mày chỉ vào quải trượng của bác gia, hôm đó đêm khuya trời tối, ta xem không thấy bộ dáng của hắn nhưng ta nhận được đóa hoa mai kia, nó lóe sáng trong đêm tối. Lão tuy về nhà mắt bị lão hóa nhưng điểm này có chết cũng không nhận lầm. Diệp Hòa nghi mặt qua nhìn về phía quải trượng trong tay bác gia, nơi trưa tay thật có hoa mai hình dạng lớn nhỏ bằng đồng tiền dùng để, nhất thời có chút kinh ngạc. Lúc này đám người vây quanh cũng rối rít truyền ra tiếng cười, chỉ chỏ vào đóa hoa nhìn nhau rồi lại cười rộ lên. Lan Khê cùng Tinh Hà đều bật cười, Lan Khê che miệng nói, trời lão đầu ông thật sự nhận lầm người rồi. Ta không biết trại của ông nằm ở thâm sơn cùng cốc nào, lại không biết hoa mai là quốc hoa của đại kỳ chúng ta, dạ quan làm bằng đá thành hình dạng hoa mai dùng trang trí đã thịnh hành lâu ở đại kỳ, ở nghiệp đang thành tùy tiện tìm một quầy ngọc thạch đều có bán có người còn mua nó là một bội đeo tại bên hông hoặc gắn lên vật phẩm thường xuyên sử dụng vừa may mắn lại đẹp mắt nếu nói như lão người nào có hoa mai trên người đều là ác ma là kẻ xấu vậy cừ nhân của lão cũng không ít diệp hòa thở phào nhẹ nhõm quả nhiên chỉ là hiểu lầm cái người quái dị bẩn thỉu này chưa nhận rõ mà dám cắn bát da chúng ta thật là đáng chết tinh hà tức giận mắng một cước đá vào trên người lão ăn mày một cước vừa vặn đá vào nơi Diệp Hòa mới vừa đá, lão ăn mày đau đến hừ một tiếng hôn mê bất tỉnh. Bác gia thản nhiên nhìn tinh hà nhưng ngay sau quay sang đại hán bố y giữ lão ăn mày căng dặn, rồi dẫn lão đến y quán xe một chút, cho chút bạc rồi đuổi đi. Nhưng mà, người mà người này vừa rồi làm bị thương ngài, sao có thể dễ dàng thả đi thế chứ? Làm theo. Tiểu nhân tuân lệnh. Trải qua trận khôi hài này mọi người cũng không còn tâm tư vào thực lâu ăn cơm, hơn nữa bả vai bác gia bị cắn bị thương đoàn người trực tiếp đi thẳng về phủ sau giờ ngọ số người vây xem cũng giải tán không ít đang làm gì thì đi làm trên đường khôi phục trạng thái bình thường hai đại hán bố y đỡ lão ăn mày hôn mê đến y quán nhưng không có nhận thấy được cách một khoảng xa tại góc đường có mấy tên không biết thân phận âm thầm đi theo một đường theo tới y quán một ngày nọ tin tức bác gia ở trên đường bị tên khất cái gây thương tích không những không xử phạt ngược lại còn cứu chữa tặng bạc rất nhanh làng truyền khắp đô thành nào là bát gia hiền đức mọi mặt mỹ danh trạch tâm nhân hậu lan xa mọi nơi hơn nữa còn được thế nhân kính ngưỡng cũng là vào một ngày nơi này kim tiểu vương gia mất tích đã lâu cũng trở lại đô thành nhưng là được một đội vận chuyển lá trà đưa về nghe nói là thủ lãnh thị vệ hi phong liều chết bảo vệ tánh mạng kim tiểu vương nhưng kim vương người bị thương nặng hôn mê bất tỉnh cử tử nhất sanh kỳ hoàng giận giữ lệnh cho hình bộ tra rõ người hành thích kim vương là ai nhưng không tra ra đầu mối lại đem tức giận phát đến trên người thủ vệ biên quan hồng đại tướng quân lấy tội không bảo vệ chủ nhân chu đáo đem hồng đại tướng quân cách chức điều tra hồng đại tướng quân canh phòng biên quan nhiều năm mấy lần chống đỡ và cướp xâm lấn lập không ít công lao hãng mã dân chúng đại kỳ đối với lần này cũng khắc trong tâm khảm đem hồng đại tướng quân tôn sung như là anh hùng dân tộc không khỏi đối với hành động lần này của kỳ hoàng gây tiếng oán than dậy đất như thế nhất chánh nhất phản dưới danh tiếng bác gia được người dân khen ngợi ngày càng tăng vọt mà diệp hòa trải qua chuyện ngày hôm đó rốt cuộc tìm được cách báo đáp ơn cho bác gia từ việc bác gia bị tên khất cái công kích là có thể nhìn ra những thứ hán tử cường tráng kia trong thì ngon mà không dùng được. Nếu gặp gỡ thích khách chân chính chỉ sợ rằng cũng mềm chân tôm. Mà nàng chuyện khác thì không biết chứ công phu quyền cứ coi như am hiểu, lúc này liền chủ động hướng bác gia xin đi giết giặc, nguyện ở bên cạnh hắn là một người hộ vệ. Khi Diệp Hòa nói ra yêu cầu của mình, bác gia còn đang ngồi ở trên ghế trúc trong viện uống trà, Lan Khê và Tinh Hà cũng đứng ở một bên, còn có mấy tên hộ viện tay chân thô kịch. Diệp Hòa vừa mới dứt lời, mọi người trong viện đều lã tả nhìn chầm chầm vào nàng, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo kinh thường chỉ có bác gia là ngoại lệ. Bác gia để xuống trà chén nhỏ, hỏi, để cô nương biết võ nghệ. Diệp Hòa gật đầu. Bác gia mỉm cười hỏi, Ê đương kim trên đời thịnh hành quyền pháp chia làm 12 loại chính, tổng cộng là 372 bộ, cô nương có mấy bộ? Diệp Hòa mờ mịt, tệ ta không có. Bác gia hơi có chút kinh ngạc lại hỏi, thì ám thoái, trác thoái, tiệt thoái, liên thoái, cô nương biết loại nào? Diệp Hòa lắc đầu, em một loại cũng không biết. Bác gia há miệng vừa muốn tiếp tục mở miệng, Diệp Hòa nhức đầu không dứt, vội vàng chen vào, kể bác gia, ngài không cần hỏi, ngài hỏi những thứ này ta đều không biết. Nghe xong buổi nói chuyện, ánh mắt của mọi người ngày càng thinh bỉ. Bác gia cười nói, vì vậy cô nương biết cái gì? Ta cũng không biết rõ. Diệp Hòa vội vã chứng minh năng lực của mình, chỉ chỉ bốn hộ viện kia nói, ơn ngài để cho bọn họ cùng ta tay không, có đeo găng tay đánh, chỉ cần không dùng binh khí bọn họ không phải là đối thủ của ta. Bác gia nhìn thiếu nữ trước mắt tràn đầy tự tin thậm chí có chút ít lớn lối, hơi suy nghĩ chốc lát liền đem bốn hộ viện gọi tới, không quên căn dặn, kẻ đánh thử một chút liền ngừng. Trong vườn hoa rộng rãi trống trải, chiếc lá ngô đồng to khỏe rủ xuống mặt đất tạo thành một mảnh bóng râm, một người mặc bố y đứng dưới tàn cây đã làm xong tư thế chuẩn bị chiến đấu, thoạt nhìn có mấy phần tuấn mỹ bốn hộ viện ở đối diện nàng đứng thành một hàng nhưng không ai chịu nhúc nhích hiển nhiên là bọn họ khinh thường việc động thủ đánh nữ nhân lại còn quần đấu với một thiếu nữ 13-14 tuổi lại thấy trên mặt thiếu nữ kia ánh lên vẽ xem thường hướng bọn họ vẫy vẫy tay quát lên thì cùng tiến lên bốn hộ viện sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng vẻ mặt như những nhịn nhục nhã trong đó có một hộ viện tiến lên một bức tựa như muốn thay thế mọi người dạy dỗ mau nha đầu không biết trời cao đất rộng này ông quyền nói kể cô nương đắc tội. Lời tuy là hướng về phía Diệp Hòa nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bác gia. Chỉ thấy bác gia nâng chung trà lên chén nhỏ, khẽ gật đầu một cái. Trên mặt Lan Khê và Thanh Hà đều lo lắng, chỉ có mỗi bác gia khí định thần nhàn thưởng thức trà như mọi ngày chứ không hề lo lắng. Diệp Hòa bày ra tư thế thực chiến, hai chân trước sau tách ra, hai cánh tay tự nhiên cong lại cầm thành quyền, vươn ra ngón giữa hướng hộ viện khiêu khích mắt mắt. Hộ viện trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng vọt nhanh tới, Lan Khê Thanh Hà nhất thời ngừng lại hô hấp. Lại thấy thiếu nữ không nhúc nhích trơ mắt nhìn hộ viện gần người, đang ở quả đấm sắp rơi vào trên người nàng bỗng nhiên chân sau đạp, chân trước lui về phía sau, bước lướt qua bên trái linh hoạt lắc mình né tránh, mở quyền, nâng đầu gối bay lên không xoay người đá xoáy. Cơ hồ trong nháy mắt hộ viện kia không hề có lực hoàng thủ ầm ầm ngã xuống đất, một lúc sau cũng không bò dậy nổi. Lan Khê cùng Tinh Hà thấy vậy ngây người không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, quên cả việc nháy mắt. Bác gia sắc mặt bình thản không chút biểu cảm đột nhiên trong mắt lóe lên nét cười. Thấy thiếu nữ nhất quyền nhất cước đánh bại gã đại hán nằm trên mặt đất, ba hộ viện còn lại không dám khinh thị nữa đồng loạt tiến công, thiếu nữ vẫn duy trì tư thế thực chiến như ban đầu, trên mặt không chút sợ hãi, mỗi khi hộ viện dùng quyền cước đánh vào trên người nàng, nàng luôn có thể linh hoạt tránh ra đúng lúc phòng thủ, giữ vững khoảng cách cùng đối thủ, mỗi khi hộ viện một chiêu thất bại sau thu hồi công kích nàng liền bổng nhảy lên, hướng quyền khuỷu tay lách qua bên cạnh công đầu gối. Đá vào bụng, thắng vì đánh bất ngờ từng chiêu từng thức không có hoa dạng dư thừa vừa mạnh vừa chuẩn thẳng đánh kẻ yếu đơn giản mà thực dụng khi bốn gã hộ viện đều nằm trên mặt đất che phần bị đau nét mặt khổ sở hai tay thiếu nữ vẫn chấp về phía sau đỉnh trực sống lưng đứng thẳng thớm trên mặt hoàn toàn không có nét khác thường giống như một cọng tóc cũng không đã thương bọn hộ viện nhìn ánh mắt của nàng nhất thời trở nên kính sợ thật ra thì chỉ có mình diệp hòa mới biết nàng không phải không có bị thương a quả đấm khủ tay đầu gối cổ chân tất cả không có chỗ nào mà không đau đoán chừng bọn nó đã sưng đỏ thậm chí lột da thân thể khúc mật như này đúng là được nung chiều từ bé so với thân thể nàng trước kia ở trường quân đội huấn luyện ra bền chắc lại có lực thì thua xa những hộ viện này mặc dù không phải thuộc hàng cao thủ võ nghệ tốt nhưng thân mạnh thể cường đều là thật nàng mỗi một quyền mỗi một chân một khử tay đều cắn chặt răng sử dụng khí lực toàn thân hết lần này tới lần khác nàng da miệng thịt mềm đánh xong trận này xem như đã thương người bảy phần tự thương hại ba phần nhưng vì ở trước mặt bác gia giả bộ đầu to tỏi, tỏ vẻ mình thật sự có thực lực thật có thể giúp được hắn, Diệp Hòa mới không thể làm gì khác hơn chấp tay sau lưng đem vết thương che giấu, cắn răng nhịn hai chân gần như muốn rung lên mới có thể đứng nghiêm. Đánh xong trận đó, hai nhà đầu Lan Khê cùng Tinh Hà trở nên rất sung bái xem nàng giống như cân quắc anh hùng chuyển đến mà đối đãi. Lan Khê nói không chừng sau này nàng có thể trở thành nữ tướng đại kỳ, còn Tinh Hà thì lắc đầu, hưng phấn nói muốn nàng ở lại trong phủ bác gia, cả tòa nhà thêm một người cũng không thành vấn đề. Bác gia sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt mang theo tán thành Diệp Hòa mừng rỡ không dứt, nghĩ thầm lần này coi như vượt qua kiểm tra rồi sao. Mà cũng liền sau đó bác gia tặng một lọ thuốc chữa thương đến phòng của nàng, không nói gì cả nhưng mặt Diệp Hòa đã đỏ rực, đã hết sức che giấu mà vẫn chạy không khỏi mắt hắn. Bác gia đột nhiên hỏi, "Diệp Hòa Nhi, mới vừa rồi nàng nói chỉ cần không dùng binh khí, bọn họ không phải là đối thủ của nàng, vậy nếu dùng binh khí thì thế nào?" Diệp Hòa không hề có ý che giấu bác gia, lắc đầu thành thực đáp lời kẻ ta sẽ không dùng đao cũng không muốn dùng kiếm. Nếu dùng binh khí ta không có phần thắng. Nếu muốn thủ thắng trừ phi là ở đêm tối có nhiều nơi có thể che chắn, ta có thể dùng dao găm nhưng như vậy sẽ tổn thương đến tánh mạng người. Bác gia trên mặt ánh lên phần ngạc nhiên, trong mắt tỏ vẻ hiểu rõ, lại hỏi, cây e nàng có biết cởi ngựa bắn tên? Cởi ngựa biết một chút, cung tên thì chưa bao giờ dùng qua. Bác gia gật đầu khẽ rũ xuống mi mắt không nói gì thêm mặc dù không biết nhưng ta có thể học. Diệp Hòa trên mặt đều là vẻ thật tình, nhìn công tử trẻ tuổi nho nhã ôn hòa trước mắt, kiên định nói, ta hiện tại biết bản thân có rất nhiều phương diện năng lực không đủ nhưng đợi một thời gian nữa những thứ này không phải là vấn đề. Bác gia, ta biết ngài dùng người chính trực, ngài để cho ta giúp ngài đi. Bác gia rốt cuộc dương mắt nhưng lại đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, để không người nào có thể theo dõi nửa phần suy nghĩ trong đầu hắn, giọng nói lại rất bình thản. Để nàng biết những thứ gì, có một buổi tối nọ, một con bồ câu đưa tin không biết từ đâu bay đến đậu bên cửa sổ, ta xem chữ trên giấy, mặc dù không nhận ra lá thư viết cái gì nhưng ta có thể nhìn ra là văn tự hát khấu. Ta vốn là người ngủ không sâu nhưng sau khi đến đây ta luôn nằm xuống đã buồn ngủ tỉnh dậy thì trời đã sang choang. Qua mấy ngày ta mới phát giác có chỗ bất thường, có một hôn nhân lúc trời tối ta lặng lẽ ra khỏi phòng, lúc ở trên cây ngô đồng, phát hiện giữa đêm khuya yên lặng có người chia ra hướng phòng ta cùng Lan Khê Tinh Hà cùng với hạ nhân hộ viện thổi vào mê hương. Khi mọi người dưới tác dụng của mê hương ngủ say, ngài ở tổng hội bí mật tiếp kiến một số người, những người đó vô luận tiến vào nhưng không đi qua cửa chính, ta liền nghĩ trong nhà có đều mờ ám. Ta cũng từng thừa dịp ngài vào hoàng cung lên lén đến thư phòng của ngài, phát hiện số sách ngài xem phần lớn đều liên quan đến binh pháp, chính trị cùng trị quốc chi đạo. Diệp Hòa một hơi nói xong ngẩng lên nhìn bác gia, thấy hắn vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Bác gia chớ cần suy nghĩ nhiều, ngài là ân nhân của Diệp Hòa, Ta quan sát ngài chỉ vì muốn xác định ý nghĩ của ngài để giúp ngài một tay. Ta đối với tình hình hiện nay cũng không biết gì cả, chẳng qua mấy ngày dưỡng thương tại đây từ Lan Khê Tinh Hà mà có phần hiểu rõ. Diệp Hòa tuy là hạ người nữ lưu nhưng cũng biết thế nào minh chủ, thế nào dông quân, hoàng đế đại kỳ từ lúc lên ngôi tới nay lấy chính sách tàn bạo, hảo đại hỷ công, mấy lần vén lên chiến tranh cùng quân giặc cướp, dân chúng chịu cảnh chiến loạn không tả xiết, thuế má ngày càng gia tăng để lấy làm quân lương, có thể nói dân chúng lầm thang. Bác gia ngài vô luận về hiền đức hay cái gì đều trên kỳ hoàng. để vị kia vốn là của ngài, hôm nay bị người hại tàn một chân, còn phải bỏ đi tước vị vương gia, bị tước đoạt đất phong binh quyền. Người đạt dân tâm là người được thiên hạ, bác gia ngài trạch tâm nhân hậu rất rõ đại nghĩa đã sớm được dân chúng sùng bái. Nếu ngài làm vua nhất định là phúc của đại kỳ. Bác gia rốt cuộc nghiêng mặt nhìn về phía Diệp Hòa, trong mắt đen nhánh đã không hề bình tĩnh như ngày thường, hàm chứa một số chuyện không thể nói rõ, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Thì Hòa Nhi, nàng có biết đây là một vũng vẫn đục thế nào không? Diệp Hòa nhìn nam tự tuấn tú nho nhã, trước mắt hiện lên cảnh hắn không chê chân nàng chảy mũ ghê tẩm, chuyên tâm thay nàng châm cứu, nhớ lại hắn vì muốn giúp máu chân lưu thông, mỗi ngày đều giúp nàng xoa bóp, hắn cứu nàng khỏi cánh đồng tuyết trắng xóa, đem nàng từ quỷ nôn quan kéo về. Đôi mắt đen bóng của thiếu nữ không chút do dự, kiên định nói, hệ mạng của Diệp Hòa là bác gia cứu, hai chân được bác gia trị tốt, dù có bị cuốn vào vũng vẫn đục này ta cũng cam tâm tình nguyện sau đó mỗi ngày diệp hòa đều đi theo hình lôi học tập sử dụng đao kiếm luyện tập cởi ngựa bắn cung vì để thân thể mảnh mai rắn chắc chút ít nàng mỗi ngày đều dành chút thời gian rèn luyện thể hình chạy chậm hiếp đất ngồi trên ngựa hai tay giơ ngang sách thùng gỗ trang bị đầy đủ nước hai nha đầu lan khê tinh hà thấy cũng đau lòng cô nương này so với các nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi nếu là các nàng làm vậy thì đã mệt chết rồi có một lần cố ý đem thùng gỗ đổi thành loại rỉ nước Diệp Hòa dơ cao nước trong thùng dần dần chảy ra hơn phân nửa khiến cho nàng dở khóc dở cười. Có đôi khi nàng ngồi trên ngựa, điểm hương ở một bên tính giờ, hai nhà đầu kia lại chạy đến trước mặt nàng nói đông nói tây giờ đi chú ý của nàng, lén lén lúc lúc chuyển nén hương qua một bên thổi vù vù để. Cho hương đốt nhanh hơn. Diệp Hòa đều đã thấy nhưng trên mặt làm bộ như không biết, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn lại là ấm áp. Lần đó Diệp Hòa lấy một chọi bốn, các tùy tùng hộ viện lan truyền khắp nơi rối rít muốn đến bái sư. Diệp Hòa cũng không keo kiệt, sẵn khoái dạy bọn họ luyện triệt quyền đạo. Tính tình của nàng tương đối song phẳng, không câu nệ tiểu tiết, một thời gian sau đã hòa đồng cùng mọi người. Trong quá trình Diệp Hòa học tập sử dụng đao kiếm, luyện tập cởi ngựa bắn cung, thỉnh thoảng bị một ít vết thương là đều khó tránh hoặc trật tay trật chân. Buổi tối bác gia gặp sẽ đưa thuốc hoặc giúp nàng ấn niết tay chân, đôi khi mang theo trách cứ quan tâm kể tại sao luôn không cẩn thận như vậy. Diệp Hòa cúi đầu nhìn bàn tay to khỏe của bác gia xoa bóp cho mình, Khóe môi cũng dần dần cong lên, nhưng lần sau vẫn e không cẩn thận. Dần dần Diệp Hòa phát hiện nàng đã đem chỗ ở không xa hoa này trở thành nhà, đem Lan Khê Tinh Hà thành tỉ muội thân, đem bọn hộ viện thành bằng hữu, đem bát gia thành. Nghĩ tới đây, nàng dừng lại, không rõ nàng muốn đem bác gia thành cái gì, chỉ biết dường như không chỉ là ân nhân. Năm tháng như dòng nước trôi đi, Diệp Hòa mỗi ngày tập võ tập thể hình, sử dụng đao kiếm cũng thuần thục rất nhiều, thân thể dần dần không còn nhu nhược như trước nữ nhân nào cũng thích bản thân xinh đẹp diệp hòa rất chú trọng bảo dưỡng thường xuyên bớt thời gian luyện yoga để dáng người yểu điệu mạng diệu, da thịt co giãn có tính đàn hồi kiện mỹ nhưng không mất mềm mại thân thể này mặc dù không phải là thân thể rắn chắc có lực vốn có của diệp hòa nhưng làn da lại thật tốt trắng mút như ngọc lông tơ trắng miệng mà bất cứ loại kem bảo vệ hiện đại nào khó mà đạt tới hiệu quả như vậy chỉ tiết cho đôi bàn tay khéo léo của diệp hòa cả ngày múa đau lộng kiếm một khoảng thời gian sau bàn tay vốn không chút tì vết nào dần dần có thêm vết chai, sợ lên cảm giác thô ráp hơn nhiều. Diệp Hòa mỗi ngày học này học kia nhưng thích nhất vẫn là bắn tên, cũng không phải rất hứng thú với các mũi tên, chỉ là người dạy nàng bắn tên là Bát gia. Mặc dù bác gia thân tàn tật nhưng về phương diện bắn tên lại là một người thiện xạ. Có một lần trong viện chuẩn bị sẵn mục tiêu, bác gia ngồi thẳng trên ghế trúc, tay trái cầm trường cung, tay phải từ trong sọc lấy ra bốn mũi tên vũ, chia ra giữ ở ngón út cùng ngón áp út trung kỳ ngón giữa ngón áp úc ngón giữa cùng ngón trỏ còn có ngón trỏ cùng ngón cái kéo căng dây cung chăm chú nhắm trúng mục tiêu bốn mũi tên liên tiếp bắn ra không mũi nào không trúng thấy vậy diệp hòa trợn mắt hốc mồm một lúc sau mới hết thẫn thờ bác gia nhìn diệp hòa trong mắt chứa ý cười giơ lên trường cung trong tay hỏi em muốn học sao diệp hòa liên tục gật đầu em muốn cho nên bác gia trở thành lão sư dạy nàng bắn cung vừa bắt đầu diệp hòa luyện tập bắn tên Bác gia chẳng qua chỉ ngồi ở một bên nhìn, thỉnh thoảng chỉ ra một số chỗ sai như lắp tên chút quá thấp, hạ cung quá cứng rắn, đuôi tên cùng mũi tên đặc lệch. Mặc dù dĩ vãng Diệp hòa sử dụng súng coi như thần xạ thủ nhưng dù sao cung tên khác với súng, dù bác gia căn dặn cẩn thận chú ý thế nào, nàng vẫn luôn bắn chệch, mấy ngày qua cũng không có tiến triển. Thiết bác gia không còn kiên nhẫn, đến giờ luyện liền gọi Diệp hòa lại, đứng ở bên cạnh ghế tre hắn ngồi dùng tay chỉ tận tình, hai người một trước một sau thân thể dán chặt, cốc độ tầm mắt nhất trí, Bác gia vừa nắm tay Diệp Hòa Dương cung nhắm mục tiêu vừa chỉ dẫn chi tiết cần chú ý, hơi thở ấm áp vào vành tay Diệp Hòa, khiến nàng đỏ mặt cả gò má cùng vành tay, mừng rỡ xen lẫn ngựa ngùng, muốn học có bắn tên lại sợ học xong thì không thể cùng bác gia thân cận thế này. Bác gia vẫn thường xuyên ở đêm khuya bí mật cùng một những người lạ mặt trao đổi nhưng không còn kiên kỵ Diệp Hòa, Diệp Hòa biết bác gia giờ đây tín nhiệm nàng, đem nàng cho là người mình. Làm Diệp Hòa kinh ngạc chính là đêm khuya ở thư phòng đám người phải bác gia tiếp kiến thành phần hết sức hỗn độn, có thương gia mở cửa hàng ở nghiệp đan thành có dân chúng bình thường thậm chí có cả trọng thần trong triều đình đại kỳ diệp hòa đối với nội dung bọn họ đàm luận không có hứng thú nàng chỉ biết bác gia đã khổ tâm tính kế rất nhiều năm hiện tại vẫn chỉ còn trong trù bị dù sao chuyện này trăm triệu lần không thể gấp nàng nghĩ có lẽ bác gia đang đợi thời cơ nhưng không biết còn phải đợi thời cơ đó bao lâu ba năm chăng năm năm hoặc mười năm cũng có thể nói trời tru người trước khi thời cơ đến chỉ cần đi nhầm một bước liền thất bại trong gan tất Rơi vào kết quả khó nắm bắt Bác gia đây là bí quá hóa liều Cẩn thận A à. Một lần bác gia ở thư phòng tiếp kiến Rồi hộ bộ thượng thư Hạ Niên Đức Hạ Niên Đức chỉ ở đó nửa canh giờ liền rời đi Trong thư phòng ánh nến vẫn lập lòe, Cả đêm cũng không có trở về phòng Ngày thứ hai sắc mặt tiều tụy mà u buồn Diệp Hòa nghĩ thầm sợ xảy ra chuyện không hay Nhưng thấy bác gia không nói nên cũng không dám hỏi nhiều Sau liên tục hơn 10 buổi tối Cũng không có người đến gặp mặt nhưng cũng may mỗi ngày vẫn tĩnh lặng như bình thường Diệp Hòa dần dần buông lỏng lo âu trong lòng, thầm nghĩ có lẽ cũng không phải chuyện gì to tát. Trăm chỉ khổ luyện Diệp Hòa khắp mọi mặt có thể nói không tệ, khách quan mà nói tiến bộ nhất là cởi ngựa, không giống với luyện võ bắn tên có thể tiến hành ở trong sân, sân mặc dù rộng rãi nhưng dùng cho luyện tập cởi ngựa đường xa thì không đủ. Khoảng cách từ quý phủ bác gia qua hai con đường có nơi rất thích hợp, nơi đó có thể xem như quảng trường công cộng nghiệp đang thành. Nhưng vào ba ngày lại có rất nhiều người qua lại, Diệp Hòa không thể làm gì khác hơn đợi đến khi trời tối mới dắt ngựa đi, bác gia phân phó hình lôi tiếp khách, mỗi lần luyện tập đều một canh giờ mới trở về. Mỗi lần trở lại Lan Khe Tinh Hà sẽ chuẩn bị xong nước nóng cùng thức ăn khuya, ngươi một cô ta một câu càng nhàn nghĩ cô nương là một nữ nhi nha vả lại còn trong thời kỳ trưởng thành, cần gì phải ép mình chịu khổ luyện tập mấy thứ thuộc về nam nhân kia chứ? Ba ngày luyện, buổi tối cũng luyện, cô nương cần gì liều mạng như vậy? nhìn đôi tay này xem chúng nó bị hành hạ thành dạng gì rồi sau này gã cho người ta sợ rằng bị chê cười mất thôi nói thì nói diệt hòa chỉ nghe mặc dù tay chân bị đông cứng lạnh chết khiếp nhưng trong lòng thì lại ấm áp không dứt trời đêm ảm đạm vì sao thưa thớt gió đêm suy phất ở trong đêm khuya yên lặng như tờ trên quảng trường một mảnh mảng cỏ xanh biếc có một thân ảnh cưỡi ngựa phi như bay kìm ngựa dừng lại trước một nam từ áo xám cao to thiếu nữ hai mắt lóe sang nhiều ánh sao trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ mang theo chút hưng phấn hỏi rồi hình đại ca, huynh thấy ta chạy một vòng có tiến bộ không? Cô nương tư chất thông minh không thể so với thường nhân, luyện thêm một khoảng thời gian nữa thuộc hạ sợ rằng không có tư cách dạy cô nương. Hình lô nhìn tư thế oai hùng của vị thiếu nữ trước mắt trong nháy mắt thất thần, nhưng ngay sau đó nhếch miệng cười cười, hắn giọng nói. Mọi sự do người, chỉ cần dùng tâm để học, ta có thể nắm chắc trò giỏi hơn thầy. Thiếu nữ cũng không khiêm nhường, công lên khóe miệng nói, nhưng vô luận thế nào hình đại ca vẫn là lão sư của diệp hòa thuộc hạ không dám ngoài miệng hình lôi nói chuyện khách khí nhưng trong lòng thật sự rất cao hứng diệp hòa nhìn ra tim cùng miệng hắn không đồng nhất nhưng không vạch trần nói giờ thời gian cũng không còn nhiều luyện thêm hai vòng nữa chúng ta trở về đê vừa nói cũng nắm chặt roi ngựa kéo dây cương ngựa lập tức phi nhanh trên quảng trường nhưng mới vừa chạy nửa vòng bên tai mơ hồ nghe nơi xa truyền đến tiếng chó sủa cùng tiếng huyên náo ban đêm nghiệp đang thành từ trước đến nay luôn yên tĩnh diệp hòa trong bụng mới vừa có chút nghi ngờ liền nghe âm thanh hình lôi quát to cô nương trở lại mau đã xảy ra chuyện diệp hòa trong bụng cả kinh vội vàng túng chặt dây cương quay đầu nhìn lại dưới ánh trăng ảm đạm sắc mặt hình lôi xanh mét nhìn về một chỗ diệp hòa theo đó nhìn lại liền nhìn thấy mơ hồ ánh lửa cùng sương khói nồng đậm nhất thời như sấm oanh đỉnh đó là hướng phủ viện bát gia trong đầu diệp hòa vang lên một tiếng sấm nổ quay lại đầu ngựa hung hăng phóng về phương hướng tòa nhà. Hình lôi cởi ngựa theo sát phía sau, hết sức muốn đuổi theo thiếu nữ phía trước. Hắn vốn là lão sư dạy nàng thuật cởi ngựa nhưng lúc này làm sao cũng đuổi không kịp, khoảng cách ngược lại càng kéo càng xa. Diệp Hòa nhìn ánh lửa càng ngày càng gần, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong đầu trống rỗng máy móc quơ roi ngựa, trong lòng bất an càng lúc càng nặng. Ở ngõ sâu vắng vẻ vào tòa nhà nhưng trận hỏa này lại không làm cho người dân chú ý, phụ cận có một ít dân chúng tỉnh giấc, tuy nhiên không dám đi vào ngõ sâu tới gần tòa nhà kia cũng không dám đi cứu hỏa chỉ âm ỉ phát ra tiếng thét chói tai là hát khấu thác tử ta nhìn thấy những người đó mặc y phục của hát khấu thác tử a à, hát khấu thác tử vào thành làm loạn a là loạn đảng nhanh đi báo quan đến nha muôn mau diệp hòa đỏ mắt dục ngựa xuyên qua đám người hướng ngõ sâu tòa nhà phóng đi là hát khấu thác tử sao chuyện gì xảy ra Bác gia không phải có liên minh với hát khấu thác tử. Làm sao bọn họ đến đây? Tung mình xuống ngựa, Diệp Hòa cầm lên dao găm tùy thân, mở rộng cửa đại môn xông vào, khi nhìn thấy hết thảy trong nhà, Diệp Hòa ngược lại bình tĩnh lại, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không chút biểu cảm, chỉ có đôi môi trắng bệt kia đang run rẩy, ánh lửa chói mắt, thi thể khắp nơi, máu tươi dàn dụa, sân vườn hỗn động. Ánh mắt Diệp Hòa ửng đỏ, không biết là bị khói dày đặc hung hay bị lửa giận nhuộm, khi thấy bóng người Lam Nhạc nằm ở một bên, nàng nhanh chóng vọt tới. Lan Khê! Lan Khê! Diệp Hòa đỡ nàng dậy tựa vào trọng lòng ngực của mình, nức nở gọi nhiều lần, ngực nàng trúng một kiếm, máu tươi theo đó chảy ra. Lan Khê bừng tỉnh cố gắng mở hé đôi mắt, vươn ra bàn tay toàn là máu tươi dùng chút khí lực còn sót lại để Diệp Hòa, hơi thở yếu ớt nói, Ê cô nương, ta biết cô lợi hại, đừng động tới ta, đi, đi cứu bác gia, nhanh đi. Bác gia không thể xảy ra chuyện gì, cô cũng phải cẩn thận các ngươi không thể có chuyện. Bác gia ở đâu? Tinh Hà ở đâu? Bác gia bị mang đi. Tinh Hà nàng, nàng ấy bị những người đó đẩy xuống giếng không còn kịp rồi. Ta không có thể kéo nàng, thiếu chút nữa là có thể kéo ta còn nghe thấy nàng ở dưới giếng dãy dụa. Nàng đang gọi cứu mạng, nhưng ta không thể cứu nàng để Lan Khê cố hết sức nói. Vừa nói nước mắt cũng theo đó tuôn ra ngoài, ánh mắt chậm rãi khép lại không còn sức sống. Diệp Hòa nhìn nữ tử trong ngực đã không còn hô hấp, trong lòng một mảnh cho tàn, gương mặt tái mét không chút huyết sắc. Lan Khê, không phải là lỗi của tỷ mà là lỗi của ta, là ta đến muộn. Tinh Hà rất tin tưởng nàng còn vui vẻ nói chỉ cần nàng ở lại trong phủ bác gia, an toàn của người trong tòa nhà sẽ không thành vấn đề. Nhưng đến khi sống chết trước mắt nàng lại không thể giúp được gì. Hậu viện nhà quan gia, mảnh sân rộng rãi lá vàng rụng đầy đất, một làn gió sáng sớm thổi đến tăng thêm mát mẻ ngày mùa thu một thiếu nữ 16-17 tuổi đứng thẳng đón ngọn gió phất tới, trong mắt đen như nước, làn da trắng nhẵn nhụi, mái tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa đơn giản, mặt nam trang, tay trái cầm cung tay phải lắp tên anh khí bừng bừng, chỉ nghe e vụt ê một tiếng trong gió vang lên, ba điêu linh tiễn kẻ nhất tề bắn ra, trong chớp mắt vững vàng đâm vào ngay giữa ba cây đại thụ khô. Tiểu thư, sao người lại đem cây làm mục tiêu để bắn nhỉ? Thiếu nữ liếc nhìn vào luyện võ trường, rồi khuôn mặt bất đắc dĩ của nha hoàng, thuận miệng trả lời, rồi lười lấy bi thiết vả lại bán cây cũng rất thuận tay tiểu thư đại nhân gọi nô tỳ tới bảo tiểu thư chuẩn bị một chút ngày mai sáng sớm nên lên đường ta biết rồi ngươi đi ra ngoài đi nô tỳ cáo lui thiếu nữ tiện tay ném cung sa một bên nằm xuống bãi cỏ ngay tại chỗ nhìn bầu trời bao la không một áng mây nhưng lại cảm thấy trời trong gió mát không có gì hay để nhìn liền nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền trong lòng nghĩ tới ngày mai ở trước mặt kỳ đế nên làm gì nói gì cho phải thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, mọi chuyện như một cái chớp mắt, ba năm lặng lẽ trôi qua. Bác gia, cái người nam tử tao nhã y phục luôn một mặt nho nhã, giữa lông máy chất chứa nhà nhạc ưu sầu đã bị vòng cấm ở Hoàng Cung suốt ba năm. Là ba năm đấy, ở trong Hoàng Cung thế lực tiêu tán, hắn một mình quyền không thế lại tàn một chân, không biết phải chịu bao nhiêu xem thường cùng chế ngạo của bọn cung nữ thái giám. Diệp Hòa năm nay vừa tròn 18 đã là tuổi dậy thì nàng vẫn còn nhớ vào cái đêm ba năm trước Lan Khê chết ở trong ngực nàng, tinh hà, bọn hộ viện tất cả đều chết, bác gia thì chẳng biết đi đâu. Mà cho tới bây giờ nàng vẫn như lúc đó mờ mịt lung túng, nàng hận những người đó tại sao lại tàn nhẫn nhưng cũng hận chính mình vô năng. Ông thi thể Lan Khê dần dần lạnh băng nhìn tòa nhà bốc cháy hừng hực, tâm như chết đi, đầu óc trống rỗng, cuối cùng bị làn khói dày đặc hung đến trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn té xuống. Trước lúc hôn mê chỉ thấy vô số quan binh sách theo thùng nước vây quanh tòa nhà diệp hòa hoa khang một hồi mở mắt tỉnh lại đã thay bản thang ở trong tòa phủ đệ này thì ra là hộ bộ thượng thư hạ niên đức đưa nàng về đây đối mặt diệp hòa chất vấn suốt cả đêm hạ niên đức chỉ nói cho nàng biết hoàng thượng đã có lòng nghi ngờ bác gia quả nhiên đêm đó sau khi bác gia tiếp kiến hạ niên đức thì vẻ mặt chán nản cô đơn quả nhiên đã phạm phải sai lầm ngày thứ hai toàn thành đều biết loạn đảng khe giặc cướp tập tiếp phủ bác gia giết người đốt phòng hung ác tàn bạo vì bảo đảm an toàn bát gia kỳ đế sai người cả đêm nên đón bát gia vào trong cung ai mà không biết mấy tên bị gọi là loạn đảng khe giặc cướp căn bản là cấm vệ quân của hoàng thượng giả trang giết bát gia đốt nơi ở của ngài cả thành đều biết chỉ vì muốn ép bát gia vào cung để vòng cấm cả đời kỳ đế là người đa mưu túc trí mặc dù có lòng nghi ngờ bát gia nhưng cũng biết nếu bát gia chết người dân chúng hoài nghi đầu tiên chắc chắn hắn thế nên cách này vừa ngăn ngừa miệng lưỡi thế gia tránh mang tiếng xấu giết đệ lại danh chánh ngôn thuận đem bác gia vòng cấm tránh lo âu về sau có thể nói một mũi tên hạ hai chim đối với hoàng đế đại kỳ cao cao tại thượng kia mà nói hắn sai người giết bất quá là gia phó của bác gia đốt chỉ là một ngôi nhà bình thường nhưng đối với diệp hòa đó là thân nhân của nàng bằng hữu của nàng và cũng là nhà của nàng diệp hòa lần nữa trở lại tòa nhà giọng nói và dáng điệu nụ cười của hai nha đầu lan khê tinh hà dường như đang ở trước mắt trong viện nàng cùng hộ viện luyện võ đánh nhau cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ vừa đặt chân đến gần hết thảy đều biến mất không thấy chỉ còn lại có một mảnh đổ nát trống trải. Khuôn mặt nàng lạnh lùng không nói một lời, đem thi thể tinh hà dưới giếng trong sân vớt ra ngoài cùng thi thể những người khác bị những tên quan binh ném ở vùng hoang vu chung cất ở một nơi yên lặng ở sau núi, cả đêm không về. Sáng ngày hôm sau trở lại thượng thư phủ, Hạ Niên Đức là người quản lý sự vụ hộ bộ, ông đã dùng công vụ thuận tiện giúp nàng ngụy tạo hộ tịch, phụ thân phụ mẫu của nàng song song bị bệnh qua đời, nàng không chỗ nương tựa nên được Hạ Niên Đức thu dưỡng, từ đó về sau nàng là dưỡng nữ của hộ bộ thượng thư Hạ Niên Đức, tên Hạ Diệp Hòa. Hàng năm gần vào xuân đại kỳ thường tổ chức một buổi săn thú, địa điểm thường tổ chức tại khu vực săn bắn dành riêng cho vương công quý tộc hoàng gia, nhưng mùa thu năm nay lại khác với mấy năm trước. Cửu hoàng tử Kim Vương từ 3 năm trước đây từ biên quan bị thương trở về, mặc dù bảo vệ được tánh mạng nhưng thân thể lại suy yếu không chịu nổi, cực độ sợ hàng, thường xuyên bị bệnh nằm liệt trên giường, mỗi ngày đều phải ăn thức ăn có tính nóng dùng thảo dược quý hiếm mới có thể giữ được tánh mạng, có thể nói thành ấm sắc thuốc điển hình. Kỳ đế đặc biệt dùng trọng kim mời danh y nổi tiếng nhất thiên hạ, cả ngày vây quanh kim vương, dùng hết các loại phương pháp, tỉ mỉ điều trị mấy năm, cho đến mùa thu năm nay mới có chuyển biến tốt. Mặt rồng của kỳ đế rất vui mừng, còn hăng hái phát động săn thú vào mùa thu, đồng thời thay đổi lệ của năm trước chỉ định tổ chức tại lỗ khắc sơn ngoài nghiệp đang thành năm nay khu vực săn bắn đổi sang ngoại thành không giống với khu vực săn bắn hoàng gia trước kia vì bảo đảm kỳ đế thánh thể vạn toàn lần săn thú này thanh thế so với mấy năm trước còn lớn hơn chỉ tính tinh binh phái theo cũng chừng vạn người được tham gia buổi săn thú này quả là ân huệ của thánh thượng chấp thuận tham gia trừ hoàng gia quý tộc vương công đại thần ra gia quyến thân thuộc cũng có thể đi theo hai trăm năm trước đại kỳ khai quốc hoàng hậu đã cùng hoàng đế kỳ thủy kề vai chiến đấu tư thế oai hùng cùng nhau xông pha giết giặc sau khi dựng nước lại lục tục xuất hiện không ít nữ tướng nên luật lệ cũng tương đối mở các buổi săn thú hoàng gia từ trước đến giờ không kiên kỵ nữ nhân tham gia trên trăm chiếc xe ngựa có hàng vạn binh mã đi theo chậm rãi hướng lỗ khắc sơn tràn diện hết sức hoành tráng dịp hòa lợi dụng thân phận dưỡng nữ hộ bộ thượng thư cứ thế đi theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn các nữ quyến thuộc gia đình vương công đại thần đi theo đều ngồi trong xe ngựa chỉ có nàng mái tóc đen được buộc đơn giản mặc một thân trang phục cưỡi ngựa kiểu nam cùng nam nhân dục ngựa mà đi. Nàng biết gương mặt quá mức trắng nõn của mình đậm chất nữ tính, mà ba năm qua lại càng xinh đẹp tuyệt trần, cho dù lông mày rậm giả trang thành nam tử cũng hù dọa không được người nên định cứ bất nam bất nữ, một khuôn mặt xinh đẹp phối hợp một thân anh khí nam trang khiến cho không ít tầm mắt nhìn lại. Diệp Hòa mắt nhìn thẳng, dư quan cũng không động thanh sắc chỉ chú ý về phía xe ngựa được trọng binh bảo vệ phía trước, xe ngựa màu vàng sáng lóa hoa mỹ là của hoàng đế đại kỳ mà phía sau xe ngựa dành cho vua có bảy cổ xe ngựa ố vàng, chia ra cho các hoàng tử của kỳ đế. Hoàng thất đại kỳ có 15 hoàng tử, trong đó đứa lớn nhất đã sớm chết non, đứa thứ năm cảnh vương vì hoang dâm vô đạo bị giáng chức đi thiên thành, còn hai vị hoàng tử 14, 15 còn cuốn trong tả, hoàng tử 12, 13 thì chỉ là đứa bé chiều cao chưa đầy một thước, đứng hàng thứ nhị thái tử kỳ hách phải ở lại quản chuyện trong cung không thể tham gia săn thú, bảy chiếc xe ngựa vừa vặn 14 vị hoàng tử. Diệp Hòa Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Kim Tiểu Vương gia kỳ mạch không tới. Trên lỗ khắc sơn đã sớm đóng tốt vòng bảo hộ, bố trí tốt doanh trướng, kéo dài mấy dặm, khí thế hùng hậu. Bánh xe ngựa đầu tiên dừng lại, trên trăm chiếc xe ngựa theo sau cũng rối rít dừng lại, một thân cẩm bào minh hoàng kỳ đế từ trong xe ngựa đi ra, mọi người rối rít xuống ngựa cung nghênh, nhưng kỳ đế mới vừa xuống xe không lâu, ngay sau đó lại thấy bên trong dần xuất hiện thêm một người mặc trường bào màu sắc tối, chân mang giày trắng đế mềm, áo khoác cấm được tròn lên người, được cung nô đỡ xuống xe. Diệp Hòa vừa định thần nhìn đột nhiên sửng sốt, hai hàng chân mày cũng nhíu chặt lại. Sắc mặt tái nhợt, môi đỏ như máu, hai hàng lông mày như kiếm, con người lấp lánh ánh sao, người nọ thân hình thon dài, mái tóc dùng trâm làm từ gỗ tử đàn đính lại, khóe mắt hẹp dài gương lên, đôi môi nhếch mang theo lãnh ý cự người ngàn dặm, trong con người đen như mực không vui, không lo, không buồn, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang suy nghĩ chuyện gì ánh mắt trầm tĩnh sâu sắc như vậy không thể của thiếu niên chừng 18 tuổi. Diệp Hòa âm thầm thở dài, nếu nói ba năm trước đây thiếu niên tôn quý này là một tiểu hồ ly, vậy 3 năm sau hắn chắc đã rèn luyện thành tinh, sợ rằng lần này khó đối phó rồi. Vốn tưởng rằng Kim Tiểu Vương Gia không ở trong đội ngũ săn thú, thế nhưng lại không ngờ hắn cùng kỳ đế ngồi chung một xe ngựa, hoàng tử đứng hàng thứ chín vậy mà khi còn bé đã được phong vương, xem ra hắn rất được kỳ đế yêu thương. Diệp Hòa không chút kiên kỵ đánh giá, lại không nghĩ rằng thiếu niên bỗng nhiên nghiêng mặt qua tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía bên này diệp hòa không kịp tránh né trong lòng có chút bối rối lại thấy ánh mắt thiếu niên chỉ lướt qua ngay sau đó liền rời đi được cung nô đỡ lê nhẹ từng bước đi tới danh trướng làm như không nhận ra nàng đứng trong đám người đông nghịch vòng lên lều đầy bia sắc trên danh nghỉ dưỡng nữ hộ bộ thượng thư diệp hòa được phân đến một danh trướng nho nhỏ sau đó hạ niên đức bị kỳ để triệu kiến trước lúc rời đi còn căn dặn nàng không nên chạy loạn một mình đi vào vừa nhấc lên cửa vải diệp hòa mới mở ra tờ giấy vừa rồi tiểu thái dám len lén kín đáo đưa cho nàng lại thấy phía trên chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ tử thì giờ tí tây lâm đêm tối diệp hòa nhìn tờ giấy trong tay do dự chốc lát cuối cùng vẫn lách mình đi đến rừng cây phía tây tuy một thân một mình đêm khuya đi vào núi rừng nhưng diệp hòa không sợ nàng biết trong vòng hơn 10 dặm phương viên nơi đây đã được binh lính dựng vòng bảo vệ tốt để tránh giả thú trên núi xuống xâm lấn nơi đây cũng rất yên tĩnh lúc này tối đa chỉ có mấy chú thỏ hoang hoặc một ít loại chim bay tuyệt không có thú dữ hung mảnh. Tiểu Hòa Nhi, đã lâu không gặp. Bỗng nhiên vang lên thanh âm trong đêm tối yên tĩnh, Diệp Hòa nhanh chóng nghiêng đầu liền nhìn thấy sau thân cây dần hiện ra một bóng người, khóe môi đỏ sẫm của kỳ mạch khẽ nhếch trong mắt không chút ý cười. Đã rất lâu rồi, ta thật không nhớ rõ ngươi là ai. Diệp Hòa thần thái tự nhiên nói đồng thời âm thầm chú ý đến bốn phía, muốn biết hắn có đem theo những người khác hay không nhưng không phát hiện có dấu vết ẩn nút. Phải không? Đôi mắt Kim Tiểu Vương gia bỗng nhiên lóe lên ngược lại cười lạnh nói, kệ bổn vương lại nhớ nàng rất rõ. Nhớ được một quyền kia nàng dùng lực mạnh cỡ nào, đánh ta bại trên mặt đất ngay cả đứng cũng không nổi. Nhớ nàng vứt lại một mình ta trên mảnh đất tuyết mênh mông một mình rời đi. Nhớ đến thời khắc cửu tử nhất sanh sắp bị bão tuyết chôn, cho dù hát phong chạy tới kịp thời cũng không thể có mấy vị thuốc tránh hàng, Thiếu niên sắc mặt tái nhợt lạnh lùng, vừa nói vừa từng bước tiến tới gần, Diệp Hòa nghe lời của hắn, nét mặt bình tĩnh nhưng âm thầm đưa tay đưa về phía sau thắt lưng. Lúc ấy trừ bổn vương ra chỉ còn lại có hát phong cùng một gã thị vệ hát y, không có thức ăn nàng có biết biết chúng ta sống sót thế nào để chờ thương đội đi qua không qua hả? Diệp Hòa cao mày, năm đó nghe nói thương đội đưa người bị thương về nghiệp đan thành nhưng chỉ có hai người khiêm tiểu vương gia cùng hát phong, sao lúc này lại lòi ra một gã hát y? Chẳng lẽ bàn trong bụng cả kinh quặng lại muốn nôn, nhìn lại thiếu niên ở trước mắt đôi môi đỏ một cách lạ thường đã từng ăn qua huyết nhục lóe lên sáng bóng. Chỉ ngây người một lúc, Kim Tiểu Vương gia đã tiến tới gần trước mắt. Diệp Hòa không tiếp tục chần chờ, trong nháy mắt xuất thủ, một lưỡi dao sắc bén thẳng tắp ép hướng cổ thiếu niên, vốn cho rằng hắn bị bệnh lâu mới khỏi nhất định không có thể lực chống lại, lại không nghĩ tới thiếu niên dường như sớm có chuẩn bị, đuôi lông mày nhảy lên, nhanh chóng xoay người lấy bộ pháp quỷ dị tránh đi ngay sau đó cười lạnh phóng một thứ về hướng Diệp Hòa. Diệp Hòa nhanh nhẹn lắc mình né tránh ám khí làm thiếu niên có cơ hội có sơ hở tiến tới gần, bất ngờ hành động trở tay nắm cổ tay trắng ngoãn của Diệp Hòa, đem dao găm đánh rơi. Hèn hà! Diệp Hòa tức giận mắng, dùng cánh tay không bị chế trụ trực tiếp vung qua quả đấm, thiếu niên kia lại giành trước một bước, lưu loát bắt chiêu thức giữ chặt nàng, khí lực mạnh đến làm cho nàng không thể động đậy, nào có yếu đuối như lời đồn đại cơ chứ. Diệp Hòa thấy tình thế không ổn hai tay bị người ta giữ chặt, không để ý chiêu thức ti tiện gì hết, công lên đầu gối hung hăng hướng giữa hai chân thiếu niên đá vào, không ngờ tên khốn này bỗng nhiên kéo nàng đổi phương hướng nghi người trên mặt đất. Diệp Hòa dù sao cũng là nữ nhân đương nhiên không mạnh bằng hắn, thoáng cái mất đi thăng bằng ngã xuống quên mất cả việc đá người. Chỉ nghe ầm một tiếng hai người mặt đối mặt song song nằm nghiêng trên mặt đất. Diệp Hòa vung chân muốn phản kháng, thiếu niên lập công chân đón nhận, đấu đá qua lại rốt cuộc chân hai người cuốn lẫn vào nhau không thể động đậy, mặt đối mặt tạo thành một tư thế vạn vẹo mà quá dị. Diệp Hòa chán nản giận dữ nói, kể trước mặt người khác ngay cả đi cũng cần người đỡ, hiện tại sao không giả bộ nữa rồi. Kim Tiểu Vương gia xem thường, kể đó là trước mặt người khác còn ở trước mặt nàng thì không cần thiết. Giọng nói nhàn nhạt khi nói đến chữ y người thì còn cố ý tăng thêm trọng âm. Nàng mắng ta không phải là người sao? Diệp Hòa Trừng to mắt, tức đến mất đi tỉnh táo thường ngày, hận không thể cắn chết tên khốn này. Thiếu niên hoàn toàn không thèm để ý vẻ giận giữ nghiến răng nghiến lợi của nàng, khinh thường hừ lạnh, về mọi người đều có tâm, nàng có sao? Thiếu niên hoàn toàn không thèm để ý vẻ giận giữ nghiến răng nghiến lợi của nàng, khinh thường hừ lạnh, lời mọi người đều có tâm, nàng có sao? Diệp Hòa cao mày, lười cùng hắn đấu võ mồm, đề tức giận âm thầm tỉnh táo, thanh âm không mang theo chút tình cảm uy hiếp nói, cây buông, ngươi giả bệnh ta sẽ không nói ra nhưng ngươi sau này đừng chọc tới ta. Ngươi là hoàng tử đại kỳ, ta hiện tại không muốn giết ngươi gây ình thêm phiền toái nhưng nếu ép ta chuyện gì ta cũng làm được. Kỳ mạch kéo khóe miệng lạnh lùng cười, kệ nàng hiện tại rơi vào trong tay bổn vương, có tư cách nói điều kiện sao hưởng. Diệp Hòa ngơ ngẩn, cắn răng không cam lòng từ chối hai cái, song tứ chi vẫn bị quản thúc quá chặt chẽ, nàng chán trường ánh mắt buồn bã, kệ đúng vậy, ta căn bản không có tư cách cùng ngươi nói điều kiện thiếu nữ cúi đầu rủ xuống mí mắt lầm bầm than vãn ở ngươi là vương gia tôn quý có quyền có thế vì thời có thể đưa ta vào chỗ chết huống chi ta bây giờ còn bị ngươi quản chế căn bản không có tư cách yêu cầu cái gì bất quá ta rất nhanh sẽ thấy nàng bỗng nhiên dừng lại khiêm tiểu vương gia theo bản năng khiêu mi hỏi Ê, sẽ cái gì sẽ diệt hòa chân mày thanh tú chợt nhíu chặt hừ một tiếng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần thống khổ vạn phần phù một tiếng phun ra một mụn tiên huyết toàn bộ vẫy vào trên cổ áo kim tiểu vương gia trên vạt áo thâm tự sắc nhất thời vẽ lên một đoá hoa diêm dúa lẳng lơ nhìn thấy mà giật mình kỳ mạch sắc mặt biến hóa nhíu mày hỏi ê nàng bị thương diệp hòa hé miệng muốn nói song vẫn chưa lên tiếng thì lại phun một mụn máu tươi ánh mắt khép lại thân thể liền vô lực mềm nhũn ngã xuống kỳ mạch cầm cánh tay mềm mại mảnh khảnh của thiếu nữ trầm giọng hỏi ê nàng làm sao rồi vừa nói cũng đưa tay về phía cổ tay thiếu nữ muốn thay nàng chẩn đoán mạch, song đầu ngón tay còn chưa chạm vào tay nàng đã dừng lại giữa không trung, bàn tay to thon dài có lực nắm thật chặt thành quả đấm. Một thanh dao găm lóe hàng quang chống đỡ trên cổ khiêm tiểu vương gia, trên mặt Diệp Hòa còn dính vết máu nở nụ cười chân thành, giọng nói còn mang theo treo gẹo, người ta mới vừa rồi muốn nói chính là ta rất nhanh sẽ có tư cách nói điều kiện cùng ngài. Tiểu vương gia, ngài nói có đúng không? Kỳ mạch sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt điểm nước sơn cũng trở nên âm trầm vô cùng, e nàng gạt ta. Đúng, ta lừa đấy. Diệp Hòa không thèm để ý gật đầu, tiện tay dùng ống tay áo lau vết máu ngay khóe miệng, châm chọc nói, để ta cố tình giảo phá đầu lưỡi của mình, vì muốn để ngài tưởng ta trọng thương, thừa dịp ngài buông lỏng cảnh giác mà tránh thoát, lại không nghĩ rằng ngài lại trực tiếp đem ta thả bớt đi không ít khí lực cho ta. Thiếu niên ánh mắt lóe lên bị kèm hai bên, nhìn nàng miệng đầy máu tươi mang theo tự giảo lạnh lùng nói, ở ngay cả đối với bản thân cũng ra tay tàn độc cũng khó trách ít nói nhảm diệp hòa không muốn lãng phí thời gian trực tiếp cắt đứt lời của hắn ở ngươi giả dạng là ma ốm yếu ớt vì sợ những người huynh đệ kia sao Người 8 tuổi đã được phong vương tay cầm thực quyền cùng hoàng thượng ngồi chung xe ngựa nhận được thánh giả quang vinh cưng chiều sợ rằng đám thái tử kỳ hách tưởng chừng quy thuận đã sớm xe ngươi như cái đinh trong mắt giả dạng làm phế nhân bệnh yếu trị miên mục đích dẫn dắt bọn họ không chú ý nhân cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức nghĩ phương pháp tốt. Ngươi cùng huynh đệ đấu thế nào không liên quan đến ta, mà qua đêm nay nửa chữ ta cũng sẽ không tiết lộ. Diệp Hòa đem dao găm tiến tới gần nhất phân, tiếp tục trầm giọng nói, về tiểu vương gia, ta không quan tâm chuyện của ngài, ngài cũng đừng tới quản chuyện của ta. Từ nay về sau ta và ngài nước giếng không phạm nước sông. Diệp Hòa tự nhận đã nói đến khí thế mười phần, lại không nghĩ tên khốn này chả thèm quan tâm lưỡi đau kề ngay cỡ trượt ra vết máu, mang theo khinh thường lạnh lùng liếc nàng, thờ ơ nói, vì vậy nàng giết ta đi. Diệp Hòa thiếu chút nữa cầm không vững, bàn tay nắm lưỡi dao sắc bén khẽ rung lên suýt nữa không nhịn được trực tiếp xử tên tiểu vương gia này nhưng nghĩ đến tiểu thái giám hôm nay nhét tờ giấy cho nàng, nếu thật một đao chém xuống nàng chắc chắn trước lấy họa sát sinh, cùng nhau đến chỗ chết là cách làm quá mức ngu xuẩn, cuối cùng nén xuống sát ý. Còn đang giằng co, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân diệp hòa trong lòng hoảng sợ một tay nắm lưỡi dao sắc bén vững vàng chống đỡ bên hông kim tiểu vương gia một tay đẩy hắn vào trong bụi cỏ ngay sau đó lấn thân đè hắn ở phía dưới lớn tiếng y hiếp để không cho phép lên tiếng nếu không ta giết ngươi một đội cấm vệ quân binh dơ cây đuốc tuần tra chung quanh rừng cây dần dần hướng phương hướng hai người đến gần diệp hòa ngừng thở một chút cử động cũng không dám nếu hiện tại bị những binh lính này phát hiện chuyện sẽ nào lớn tội danh vi hiếp hoàng tử nàng chắc chắn phải đầu rơi xuống đất. Theo đám người càng đi càng gần hô hấp cũng trở nên nặng nề bỗng nhiên cảm thấy trước ngực ấm áp tê dại. Diệp Hòa ngơ ngẩn, lúc này mới phát hiện mình lúc trước vội và ngã nhào xuống, ngực vừa vặn đè ép trên mặt khiêm tiểu vương gia. Mặt Diệp Hòa thoáng cái đỏ bừng, vào mùa thu khí trời coi như ấm áp, vì thế nào mặc áo cũng rất mỏng, vốn không muốn ra vẻ nam nhân nên cũng không buộc ngực, thấy thiếu niên phía dưới mặt dù nghe lời không có lên tiếng, song hô hấp càng ngày càng nặng, nàng hận không thể đánh cho hắn một trận nhưng mắt thấy cấm vệ quân tuần tra càng đi càng gần đành phải duy trì nguyên trạng không dám cử động cấm vệ quân quan sát chung quanh một chút thấy không có gì khác thường rốt cục xoay người rời đi diệp hòa thở phào nhẹ nhõm vội vàng nhích người ra khỏi kim tiểu vương gia nhìn binh sĩ rời đi gương mặt tuấn tú vốn tái nhợt lúc này hơi đỏ hồng cho lên phượng mâu có thâm ý nhàn nhạt nói ê e sao đi nhanh như vậy vô sĩ Diệp Hòa thẹn quá thành giận mắng, giơ tay hung hăng đánh lên gương mặt túng tú, má trái nhất thời hơi sưng đỏ. Người nào ở bên kia? Một gã binh lính cấm vệ quân bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, hiển nhiên còn chưa đi xa bị động tĩnh bên này hấp dẫn chú ý. Diệp Hòa âm thầm mắng hỏng bét, trách bản thân thật sự quá sơ suất, thế nhưng bị tiểu vương gia này chọc giận đến mất tỉnh táo. Hoặc nói tên khốn này cố ý chọc giận nàng khiến cho cấm vệ quân chú ý, mà lúc này có hối hận cũng đã muộn. mắt thấy đội cấm vệ quân dơ cây đuốc đi tới, dưới tình thế cấp bách dơ lên giao găm hướng kỳ mạch. kỳ mạch mâu quan chợt lóe, trở tay nắm được cổ tay của nàng đem nàng đặt ở phía dưới, thấp giọng âm trầm nói: tôi không muốn chết thì đừng lên tiếng." diệp hòa còn chưa kịp phản ứng, khiêm tiểu vương gia đã dựng lên thân thể đi ra khỏi bụi cỏ, đồng thời khôi phục bộ dạng yếu đuối viện cây đi về phía cấm vệ quân cách đó không xa, hơi thở không ổn định lạnh giọng quát lên: "cơ nhìn cái gì?" ngay cả bổn vương cũng không nhận được sao thuộc hạ tham kiến khiêm vương cấm vệ quân dơ cây đuốc vừa thấy thiếu niên nhất thời nhất tề quỳ rạp xuống đất bổn vương chỉ ra đây dạo một lúc ai ngờ đến đây bệnh tình tái phát cả người không còn chút sức lực các ngươi tới vừa lúc còn không mau đỡ bổn vương trở về doanh thuộc hạ tuân lệnh vương gia mặt ngài mặt bổn vương thế nào không có không có gì Diệp Hoa lẳng lặng nằm ở bụi cỏ, nghe thấy giọng nói cùng tiếng bước chân càng ngày càng xa cho đến hoàn toàn không có động tĩnh. Khí trời mùa thu đặc biệt tươi mát, trên lỗ khắc sơn ganh trướng trùng điệp kéo dài mấy dặm, thiết kỵ tinh binh hơn vạn, cờ bay phấp phới, nổi trống vang trời. Lỗ khắc sơn không phải là nơi hiểm trở cao phong, có chút giống sườn núi nhô ra nhưng chiếm diện tích rất rộng lớn, từ đông hướng tây dài chừng 2.100 hecta, từ nam sang bắc bề rộng chừng 1 rưỡi hecta, bên trong rừng cây rậm rạp, còn có sân cỏ hơn 10 dặm bằng phẳng làm bãi cỏ, xác thực là sân tốt dùng để phi ngựa săn thú. Bởi vì trong núi rừng không thiếu nhiều loại giả thú hung hãn mà lần này hoàng gia tham gia săn thú phần lớn đều là vương công quý tộc, vì bảo đảm tuyệt không thể sai sót việc chuẩn bị vây quanh nơi săn bắn tốn mất 3 ngày. Ngày hôm nay khí trời ấm áp, bách điểu đua tiếng, kỳ đế hào hứng muốn tổ chức một cuộc thi để xem kỹ năng các vị hoàng tử cởi ngựa bắn cung. Tham gia đại hội săn thú vương công đại thần đều tụ tập trên bãi cỏ, Diệp Hòa vẫn như của một thân nam trang, an phận thủ thường đứng ở bên người dưỡng phụ hạ niên đức. Trên bãi cỏ mênh mông bát ngát, chiên trống vang lên dồn dập, đội ngũ tinh binh sắp hàng chỉnh tề canh giữ ở bên ngoài, bên cạnh bãi cỏ có, có dựng một đài cao, trên đó dựng một lều chế bằng da thú, áo choàng gấm màu vàng ống hoàng đế đại kỳ đi lên đài cao, chậm rãi ngồi xuống mặc dù đã tuổi trên 50, ánh mắt vẫn lấp lánh hữu thần, túc mục uy nghiêm. Bảy vị hoàng tử dựa theo thứ tự từ lớn đến nhỏ sắp hàng trước người kỳ đế, chỉ có cửu hoàng tử khiêm vương bởi vì thân thể suy yếu nên ban thưởng ngồi một bên. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người bò lỗng ngổn đầy đất, cao giọng hô, ở trên bãi cỏ bằng phẳng rộng lớn lúc nhúc nhiều người. Miễn lễ. Thanh âm trầm thấp hùng hậu vang lên, không vội không chậm lại vô cùng trang nghiêm, thấy mọi người đều đã đến đông đủ, kỳ đế phất phất tay quay sang quản sự đại thái giám căn dặn, kể từ phút, đi, nói với các vị chủ tử một chút quy tắc săn bắn hôm nay. Thái giám tổng quản từ phút thân thể đôn hậu tròn trị cung kính vuốt cầm, tiến lên bước một bước dùng tiếng nói lanh lảnh cao giọng nói, kẻ đại hội cởi ngựa bắn cung hôm nay lấy chim bồ câu trắng để săn, nô tài đã sai người chuẩn bị tốt ba lồng tre chim bồ câu trắng, mỗi lồng số lượng 200 con, ba lồng chim bồ câu phân ra ba lần thả lên. Các vị chủ tử đều có thể lựa chọn một trợ thủ mà mình ưng ý, hai người hợp thành một tổ đến lúc đó đội nào có số lượng bắn trúng nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Đều nghe rõ rồi chứ. Kỳ đế chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu hỏi. Bảy vị hoàng tử đều chấp tay, ở nhi thần hiểu. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Vẫn theo quy củ của thắng có phần thưởng, thua thì chịu phạt, ngày hôm nay hãy lấy hết bản lĩnh xuất chúng ra cho trẫm xem. Nhi thần tuân lệnh. Chờ một chút bỗng nhiên vang lên một thanh âm ti hí hơi thở rối loạn thiếu niên tử bào vốn an tỉnh ngồi trên ghế cố hết sức đứng lên quỳ xuống đất chờ lệnh nói gây phụ hoàng nhi thần cũng muốn tham gia hồ nháo kỳ đế sững sờ rồi khẽ quát lên e lão cử con trước đó vài ngày chỉ mới có thể xuống giường thân thể còn suy yếu phải điều dưỡng muốn cùng tham gia náo nhiệt làm gì nhi thần mấy năm qua đều bị bệnh nằm liệt giường không thể cùng hoàng huynh hoàng để cởi ngựa bắn cung ước mơ đã lâu nay mới thành hiện thực mong phụ hoàng có thành toàn. Kim tiểu vương gia sắc mặt tái nhợt nhưng trong mắt đen nhánh lại mang theo kiên định, kỳ đế thấy thế nhíu mày trầm giọng nói, kêu lão cũ, hoàng gia tranh tài coi trọng công bình, thắng thì có phần thưởng nhưng nếu thua, trẫm sẽ không bởi vì con thân thể yếu đuối mà tha đâu đấy, phạt theo quy tắc đã định con có hiểu không? Nhi thần hiểu. Nếu thua nhi thần cam nguyện chịu phạt. Tốt, con muốn chọn người nào cùng một tổ với mình. Phụ hoàng, con chọn nàng. Trên bãi cỏ cả đám người nhất tề hướng theo phương hướng Kim Tiểu Vương Gia chỉ nhìn lại, đưa ánh mắt nhìn về phía một cả tuy hai tám năm hoa nhưng không trang điểm song phấn, vóc người tương đối cao gầy lại có vẻ gầy yếu, mái tóc đen chỉ dùng một sợi dây băng cột lên ột thiếu nữ mặt nam trang bình dị. Diệp hòa mặt không chút thay đổi chỉ hơi nhíu mày, cách mấy thước nàng thấy rõ thiếu niên đang chỉ vào mình khóe miệng ngậm nụ cười lạnh, trong mắt lóe lên tia xảo trá. Theo hiểu biết của nàng về Kim Tiểu Vương Gia, Người này kiên trì tham gia tranh tài săn bắn tuyệt đối không chỉ muốn cùng huynh đệ cởi ngựa bắn cung đơn giản như vậy, hắn đưa ra chủ ý này rốt cuộc có mục đích gì? Lần này Diệp Hòa vì muốn biểu hiện trước mặt kỳ đế nhận được coi trọng mà thời cơ trước mắt lại là một cơ hội tốt khó gặp. Nếu nàng toàn lực tranh tài có hay không rơi vào bẫy tên hồ ly xảo trả kia, còn nếu nàng giữ lại thực lực làm sao có thể nhận được vài phần kính trọng từ kỳ đế? Cơ hội hiếm có một khi bỏ qua không biết lại phải đợi bao lâu nghĩ đến thân ảnh nho nhã chống quải trượng trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười quan tâm trong lòng diệp hòa trở nên ấm áp lập tức ra quyết định a à. trên mặt kỳ đế mang theo vài phần kinh ngạc đánh giá thiếu nữ phẫn nam trang đứng bên cạnh hạ niên đức hỏi kỳ hạ ái khanh trẫm không nhớ được ngươi lại có một nữ nhi nha đầu này là người phương nào hạ niên đức vội vàng kéo diệp hòa tiến lên quỳ xuống cung kính nói kỳ hồi hoàng thượng đây là nghĩa nữ thần thu dưỡng tiểu nữ tính tình không câu nệ lại rất yêu thích luyện võ, am hiểu cởi ngựa bắn cung cho nên thường xuyên cãi nam trang. Thần thấy tiểu nữ muốn tham gia săn thú hoàng gia đã lâu nên mới mang con bé ra ngoài ngoài dạo chơi. Thì ra là như vậy. Kỳ đế gật đầu cười nói, ở ngẩng đầu để cho trẫm xem rõ một chút. Diệp Hoàng nghe vậy ngẩng đầu nhìn hoàng đế đại kỳ cao cao tại thượng, ánh mắt thản nhiên không cảm xúc, là một nha đầu mi thanh một tú nhưng hà ái khanh nói nàng am hiểu cởi ngựa bắn cung trẫm cũng không tin như thế này đi biểu hiện thật tốt cho trẫm xem một chút thần nữ tuân chỉ theo kỳ đế ra lệnh buổi tranh tài săn bắn rất nhanh mở màn có thái giám dắt ngựa đi tới đưa cho diệp hòa trên y ngựa trang bị đầy đủ giỏ trúc chứa đầy tên còn có một cây cung dài diệp hòa tiện tay rút ra một mũi tên vũ phát hiện mỗi mũi tên đều có khắc chữ y cửu Bảy vị hoàng tử tất cả đều lựa chọn một gã thân tín làm trợ thủ nhưng đa phần đều là nam tử. 14 người cũng đã lên ngựa, tay cầm cung tên vận sức chờ phát động, chỉ đợi đến chim bồ câu lung mở ra thi thố tài năng. Diệp Hòa nắm dây cương, dẫm lên bàn đạp mỉm cười dùng sức, liền tung mình ngồi lên lưng ngựa, tư thế nhanh nhẹn thanh thoát. 15 người đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn thiếu mỗi cử hoàng tử khiêm vương, song khi Diệp Hòa quay lại nhìn người hợp tác với mình, khuôn mặt nhất thời hắc tuyến chỉ thấy một thiếu niên người mặc tử bào được thái giám dìu đi đứng cạnh con ngựa cao lớn trước mặt còn một thái giám khác tận chức tận trách cúi người xuống gục trên mặt đất thiếu niên nhấc chân dẫm ở trên lưng thái giám đang muốn lên ngựa không ngờ mất thăng bằng liền chợt chân ngã về phía sau suýt nửa té bốn chân chổng lên trời mọi người kinh hoảng cũng may có thái giám tay mắt lanh lẹ chạy đến đỡ mới tránh khỏi chủ tử tôn quý bị bêu xấu trước mặt mọi người thiếu niên tử bào sắc mặt hơi giận một cước đá vào trên người thái giám gục trên mặt đất vừa đẩy tên thái giám đỡ mình quát lên tôi không cần các ngươi giúp ia à, bổn vương có thể tự mình lên ngựa văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau trong lòng thầm nghĩ mặc dù cửu hoàng tử kêu căng nhưng rốt cuộc vẫn tức giận tất cả trong mắt sáng bóng đều chờ nhìn cửu hoàng tử ngay cả đứng cũng phải cố hết sức rốt cuộc làm sao có thể tự mình leo lên ngựa một giây sau bỗng nhiên lại nghe thấy thiếu niên thở hổn hển quát ầm lên đổi lại tiểu mã cao cỡ một thước cho ta mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn trân chối trong khoảng thời gian ngắn quên mất phản ứng. Dường như kỳ đế cũng cảm thấy hoang đường, sắc mặt có chút khó coi nhưng nhìn sang ái tự yếu đuối, cuối cùng yêu thương gật đầu nói, Để thay ngựa. Rất nhanh một tiểu mã được dắt tới, thiếu niên rốt cục nắm dây cương cố hết sức leo lên nhưng lại ngồi vặn vẹo ở trên lưng ngựa, sắc mặt tái nhợt lão đảo như muốn ngã, bọn thái dám chịu trách nhiệm hầu hạ cử hoàng Tự thấy vậy âm thầm đổ mồ hôi hột, sợ đầu tiểu tổ tông này mà trồng xuống, vậy đầu bọn họ cũng phải đi theo trồng xuống đi. Diệp Hòa ở một bên thấy vậy kính nể không thôi, tiểu vương gia này diễn người mắc bệnh lâu năm thật là vô cùng nhường nhuyễn, mỗi một động tác cũng không chút sơ hở, mỗi một câu nói ra đều mang theo hơi thở rối loạn, thấy thế nào cũng là ma ốm đoản mệnh. Nếu không phải tối hôm qua ở trong rừng cây diệp hòa được chứng kiến thân thủ của hắn, chỉ sợ cũng bị hắn lừa. Thời gian đã không còn sớm, mọi người bắt đầu đi. Kỳ Đế phất phất tay, liền lập tức có mấy tên thái giám đưa đến ba lồng chim bồ câu cửa lồng vừa mở 100 con chim bồ câu lập tức sải cánh bay lên phân tán khắp mọi nơi, liều mạng vỗ cánh tìm chỗ trốn trên bầu trời. Diệp Hòa lập tức liền dương cung nhắm trúng một con chim bồ câu trắng bắn ra mũi tên đầu tiên, cùng lúc đó 14 người khác cũng đồng thời kéo căng cung ra, trong lúc nhất thời 15 chim bồ câu trắng từ không trung rơi xuống. Một lần nữa lắp tên vào cung, Diệp Hòa tranh thủ không nhìn về phía người hợp tác với mình, dẫn đến tay rung lên thiếu chút nữa đem tiểu vương gia tôn quý kia một mũi tên bắn chết. Kim Tiểu Vương gia đã Dương cung muốn bắn tên nhưng vì không đủ sức mà tên bắn ra chưa đầy một thước đã tà tà rơi trên mặt đất, như vậy đừng nói bắn chim bồ câu bay trên bầu trời, e rằng ngay cả con rùa bò trên mặt đất cũng bắn không trúng. Diệp Hòa thấy thế nhức đầu vô cùng, xem ra Tiểu Vương gia này lại muốn giả bộ, cuộc tranh tài này sợ rằng không thể trông cậy vào hắn hỗ trợ chỉ có thể dựa vào mình. Trận này tranh tài săn bắn cũng không dễ dàng thủ thắng, không chỉ phải Dương cung nhắm trúng, bắn tên mà còn phải nắm chặt thời gian giục ngựa đuổi theo chim bồ câu một khi chim bồ câu bay xa thì không thể bắn được nữa. Suy nghĩ chốc lát Diệp Hòa đã rơi ở phía sau rất nhiều, hiện tại lại đơn độc tác chiến càng không thể khinh thường. Nàng từ giỏ rút rút ra ba mũi tên vũ, tìm được mục tiêu sau đó nheo mắt nhắm trúng, ba mũi tên xé gió phóng đi, phía trên ba chim bồ câu trắng đều đồng loạt rơi xuống, không dừng lại dù chỉ một chút, nàng dục ngựa đuổi theo mục tiêu, lại nhanh chóng lắp ba mũi tên, nhắm trúng bắn ra. Lúc này thái giám lại chim bồ câu trắng trong chiếc lồng thứ hai ra cho bọn nó cất cánh, Diệp Hòa nắm chặt phần lớn chim bồ câu còn chưa phân tán, nhanh chóng lắp tên bắn ra, mỗi lần đều bắn trúng ba phát, nhưng một lát sau, chim bồ câu phân tán dù tài bắn cung có khá hơn nữa cũng không cách nào bắn một lượt. Tìm không được nơi bọn chim bồ câu tụ tập, Diệp Hòa chỉ bắn hết con này đến con khác, lúc này lại thấy những hoàng tử khác cùng trợ thủ đều là xạ thuật bất phàm, chim bồ câu liên tiếp rơi xuống, lo lắng tăng nhanh động tác giảm bớt thời gian nhắm trúng. Nàng cảm giác bản thân sắp vội vàng đến điên, hận không thể mọc thêm mấy cánh tay, tăng thêm mấy đôi mắt. Mắt thấy thái giám đang muốn động thủ thả ra chiếc lồng thứ ba, Diệp Hòa đưa sờ sau lưng thầm kêu hỏng bét, lúc này lại hết tên. Nếu nàng muốn thủ thắng cơ hội duy nhất vẫn là lúc chim bồ câu mới vừa thả ra không lâu, nhân cơ hội bắn ba tên một lượt, hiện tại bảo thái giám lấy nhất định làm trễ nải thời gian. Đang lo lắng không biết làm sao, tráng cũng rỉ ra mồ hôi, bỗng nhiên có một bộ tên vũ từ trên trời giáng xuống, Diệp Hòa lanh tay lẹ mắt tiếp được, nhưng đầu liền thấy ngồi thiếu niên tử bào ngồi trên con ngựa nhỏ, cười sâu xa nói, trời tiểu hòa ni, hảo hảo biểu hiện, một lát chiến thắng bổn vương có ngạc nhiên cho nàng. Chiếc lồng thứ ba nhốt chim bồ câu được mở ra, Diệp Hòa không có thời gian suy nghĩ nhiều lời của hắn, lắp tên liền bắn, trong lòng âm thầm ảo não, mấy năm này nàng mỗi ngày luyện tập xạ thuộc lại chỉ có thể luyện đến ba tiếng bắn một lượt, không cách nào so sánh với tuyệt kỹ bắn cung cao siêu của bác gia. Nếu nàng cũng có thể bắn một lần bốn mũi, cuộc tranh tài này nắm chắc phần thắng, làm gì có thể luống cuốn tay chân như vậy. Cho đến trên bầu trời không còn một con chim bồ câu trắng nào, trận này tranh tài săn bắn hoàng gia mới rốt cục hạ màn. Bọn thái giám ở chung quanh bãi cỏ nhặt lên chim bồ câu chia ra đếm, cuối cùng đem kết quả trình lên. Kỳ đế ngồi thẳng trên ghế rồng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Hòa, trong mắt có kinh ngạc cũng có tán thưởng. Thấy kết quả trình lên, kỳ đế trầm giọng hỏi thái giám bên cạnh, kết quả thế nào? Thái giám tổng quản từ Phúc cất giọng nói, Kề hồi hoàng thượng, lục hoàng tử 21 con, bác hoàng tử, thất hoàng tử bắn trúng 27 con, thập hoàng tử thì bắn trúng 32 con, thập nhất hoàng tử bắn trúng 36 con, tứ hoàng tử bắn trúng 39 con, còn tam hoàng tử cùng cử hoàng tử bắn trúng 41 con. Ha ha ha, nha đầu hạ gia thân thủ tốt thật, mặc dù nàng cùng lão tam bắn trúng số lượng giống nhau, trẫm vẫn nhìn rõ được lão cử một mũi tên cũng không bắn trúng, một mình nàng lại có thể bắn 41 con. Diệp Hòa vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, ê e tạ ơn hoàng thượng khen ngợi, thần nữ không dám nhận. Tốt, nàng tuy tha nương nhi nhưng trong cuộc tranh tài vừa rồi lấy một chống đỡ hai lại có thể lực lượng ngang nhau đúng là khó được. Trẫm trong lòng rất vui, cuộc tranh tài này coi như là đội của lão cử thắng. Từ phút, lấy ngọc ban chỉ của trẫm ra đây. Kết quả như thế quả là có chút thiên vị nhưng không có người nào dám chất vấn, Rối đích chúc mừng cử hoàng tử kỳ mạch trong lúc bận rộn không giúp được chút gì. Từ tổng quản đang muốn xoay người lấy ngọc ban chỉ của kỳ đế, lại thấy khiêm tiểu vương gia bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, nói, kê phụ hoàng, ngài nói thắng có phần thưởng. Mặc dù nhi thần rất yêu thích ngọc ban chỉ kia nhưng hôm nay không muốn lấy vật đó xem như phần thưởng. Ngọc ban chỉ chính là vật mà phụ hoàng trân ái, phụ hoàng nhất định cũng không đành lòng. Húng chi nhi thần hiện tại có mong muốn khác mong phụ hoàng thành toàn. Hả? Kỳ đế hơi ngẩn ra nói, Ê lão cử, trẫm tạng Ngọc Bang chỉ nhiều người muốn mà không được cho con, con lại không muốn, vậy con nói đi con rốt cuộc muốn cái gì? Nhi thần muốn phụ hoàng ban hôn. Ha ha, con cũng đã đến tuổi thành thân, trẫm đã sớm muốn giúp con tìm một mối hôn sự, chưa chi đã nghe con xin ban thưởng. Lão cử, con nói đi con coi trọng cô nương nhà ai rồi. Hồi bẩm phụ hoàng chính là dưỡng nữ của hộ bộ thượng thư hạ niên đức, hạ diệp hòa à hồi bẩm phụ hoàng chính là dưỡng nữ của hộ bộ thượng thư hạ niên đức hạ diệp hòa à mà bên cạnh diệp hòa như bị sét đánh nàng như củ cung kính cúi thấp đầu chân mày cũng nhíu chặt lại bàn tay dưới ống tay áo cũng cầm thành quyền quả nhiên người này vừa mới bắt đầu đã không hảo tâm hắn đường đường thân vương gia lại là cửu hoàng tử được sủng ái nhất nếu trực tiếp hướng kỳ đế mong được ban hôn một dưỡng nữ nhà qua bình thường kỳ đế nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng nhưng trước đó trong trận tranh tài cởi ngựa bắn cung thứ nhất làm cho hắn ở trước mặt mọi người phô bày bộ dạng suy yếu vô năng ngoài ra còn có thể xóa đi hoài nghi phòng bị của đám hoàng huynh hoàng đệ thứ hai giúp nàng được kỳ đế nhìn với cặp mắt khác xưa đợi người ca ngợi ban thưởng thì đưa ra yêu cầu được ban hôn mặc dù thân phận nàng thấp kém kỳ đế cũng sẽ không từ chối kim vương vừa mới mở miệng trên bãi cỏ hoàn toàn yên tĩnh ngay cả kỳ đế cũng sững người sau một lúc lâu bỗng nhiên vỗ mạnh bàn cười vang nói kỳ ha 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 ánh mắt lão cử quả thật độc đáo Trẫm năm đó cùng mẫu thân kinh quý phi ở lạc ô nhĩ thảo nguyên gặp nhau, đầu tiên nhìn chúng nàng là phong thái ung dung trên lưng ngựa dương cung, không nghĩ tới con trai ta hôm nay cùng trẫm không hẹn mà cùng ý, ha ha, tốt. Nếu bá quan văn võ đều ở đây, vậy phụ hoàng giúp con làm chủ. Truyền ý chỉ của trẫm, dưỡng nữ hạ thượng thư diệp hòa tướng mạo xuất chúng còn là khuê nữ, trẫm hôm nay rất vui đặc biệt ba nàng giả cho cử hoàng tử khiêm vương làm trắc phi, chọn ngày lành. Hoàng thượng, trăm triệu không thể bỗng nhiên một thanh âm thanh thúy vang vọng trên bãi cỡ đem lời chưa nói hết của hoàng đế đại kỳ cắt đứt chúng vương công đại thần đều sợ đến thở hốc vì kinh ngạc đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ dám can đảm xúc phạm long uy chỉ thấy thiếu nữ kia quỳ trên mặt đất sống lưng thẳng trực trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần không chút biểu cảm nụ cười trên mặt kỳ đế thoáng chốc biến mất nhìn thiếu nữ quỳ gối dưới chân trong mắt không thể giấu hết tức giận kim tiểu vương gia thấy thế ánh mắt hiếp lại vứt cái áo bào song song quỳ gối bên cạnh thiếu nữ đôi môi đỏ đến yêu dị nhếch lên một bàn tay trắng bệch thon dài vươn ra đầu ngón tay lạnh như băng giữ chặt cổ tay nàng nhìn kỳ đế cao cao tại thượng trầm giọng nói lê phụ hoàng dưỡng nữ hạ thị của hạ thượng thư nói vậy bởi vì sanh ở dân gian nên chưa hiểu rõ lễ nghi cung đình mới vừa không hiểu quy của mạo mỗi cắt đứt lời phụ hoàng kính xin phụ hoàng tha lỗi kỳ đế ngăn tay áo có hình rồng ngăn lại lời nói của hắn sắc mặt quy nghiêm túc nhìn chằm chằm diệp hòa hỏi hạ nha đầu nàng không muốn gả cho cửu hoàng nhi của trẫm sao thân thể kỳ mạch cương cứng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng lia sang bên người thiếu nữ, đầu ngón tay lạnh lẽo đem cổ tay của nàng giữ chặt thêm mấy phần, mơ hồ mang theo uy hiếp không cho nàng nói. Diệp Hòa khấu đầu, trên mặt đều là vẻ thật tình như đinh chém sách trả lời, về hồi hoàng thượng, thần nữ nguyện ý. Hả? Kỳ đế nhướng mày hậm hực hỏi, y vậy vì sao lại cắt đứt lời trẫm? Chẳng lẽ cảm thấy làm trắc phi là ủy khuất ngươi sao? Tiểu nữ không dám, cho dù được làm thiếp thất cũng là phúc khí mà tiểu nữ tu ba đời mới được, sao lại thấy làm trắc phi là ủy khuất. Thiếu nữ khàn giọng nói rành mạch, trong mắt long lanh đã ngậm nước mắt, thanh âm run rẩy cố gắng sao cho bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được nghẹn ngào, khổ sở nói tiếp. Kể tiểu nữ vốn là nhân sĩ biên thành từng bị tạc nhân hát khấu xâm phạm, không phải là hoàng bích, lấy thân tàn hoa bại liễu như ta thật sự thật sự không xứng với cửu vương gia, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Lời còn chưa dứt mọi người đều ầm ầm, hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là kinh ngạc. Con ngươi của kỳ mạch co rụt lại, nhìn về phía thiếu nữ bên người ánh mắt càng thêm lãnh liệt, ngón tay buộc chặt từng ngón, trong im lặng đêm cổ tay của nàng siết ra vết máu. Kỳ đế sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn hướng thần tử trung niên nãy giờ đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi, hệ hạ ái khanh, chuyện này có thật không? Hạ niên đức cuốn quyết dập đầu, kẻ vi thần không dám lừa dối hoàng thượng, tiểu nữ quả thật không xứng với cửu vương gia, mong hoàng thượng nghĩ lại. Diệp Hòa trong mắt rưng rưng ánh mắt kiên định nói, Hề Hoàng thượng, tiểu nữ hận thấu xương bọn hát khấu, kiếp này không còn gì để mong chỉ nguyện có thể ra sức giúp nước trừ đi bọn hát khấu này ra biên ải, kính xin Hoàng thượng thành toàn. Thôi thôi. Kỳ đế nhìn nàng một lát cuối cùng mệt mỏi phất tay, tức giọng nói, lần này hôn sự chỉ đến đây thôi. Hạ thị Diệp Hòa thân thủ bất phàm, am hiểu cởi ngựa bắn cung quả thật là hiếm thấy, trẩm phong ngươi làm huấn luyện cho đội cấm quân Hoàng cung, chịu trách nhiệm dạy đái đao thị vệ đại nội võ thuật cởi ngựa bắn cung hưởng bổng lộc tam phẩm sau buổi săn thú này hãy vào cung nhậm chức kim tiểu vương gia cao mày hề e phụ hoàng trẫm ý đã quyết không cần nhiều lời kỳ đế nghiêm nghị nhìn ái tử ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thái giám tổng quản bên người nâng tráng nói hề e trẫm mệt rồi từ phút bãi giá trở về doanh thôi từ phút cung kính gật đầu vung lên phất trần tiếng nói lanh lảnh cao giọng hô thì hoàng thượng khởi giá cung tiễn hoàng thượng ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trên bãi cỏ hoang vắng sau khi kỳ đế bãi giá rời đi đám người văn võ bá quan cũng rối rít tản ra giữa sân chỉ còn lại hai cái thân ảnh nam tử vóc người tương đối cao bất quá nhiều quán vừa ám chỉ người hai mươi tuổi một thân trường bào màu tím tối khuôn mặt tuấn mỹ vô trù đều là vẻ âm trầm trong con ngươi như có hai đạo hàng mang lạnh lẽo lại sắc bén vị thiếu nữ cũng chỉ mới nhị bác năm hoa nhưng mặc một thân nam trang đơn giản trên gương mặt trắng nõn còn mang theo nước mắt song trong mắt đã sớm không còn bi thương như vừa rồi hai người này chính là cửu hoàng tử kỳ mạch cùng dưỡng nữ ộ bộ thượng thư hạ diệp hòa kỳ mạch chưa nói ra suy nghĩ của mình nên không có rời đi diệp hòa biết hắn muốn nói nàng vì vậy cũng không có đi hai người ở bãi cỏ lẳng lặng đợi đến tất cả mọi người tản đi rốt cục phá vỡ trầm mặc tàn hoa bại liễu kiếp này không còn mong gì chỉ nguyện có thể giúp nước. Tốt, Hạ Diệp Hòa, nàng diễn cô nương thất trinh diễn thật là tốt đấy. Diệp Hòa lui về phía sau một bước, giọng nói bình thản kể cũng vậy thôi, vương gia diễn người lâm bệnh nặng cũng rất xuất sắc. Thiếu niên nheo lại hai mắt, tiến tới gần một bước, kể bổn vương trăm tính vạn tính lại không nghĩ đến chuyện nàng cự tuyệt hôn sự, thà rằng ở trước mặt mọi người tự hủy danh tiếc nàng có biết đối với một nữ tử mà nói danh dự trinh tiết nặng còn hơn tánh mạng không? vương gia cho là ta sẽ quan tâm những thứ này. a à. kỳ mạch cười lạnh một tiếng, trong mắt đen âm trầm nhìn nàng, nhướng màu trào phúng, Kể nói như thế trên trời này có thứ gì nàng quan tâm? trên mặt diệp hòa bỗng chốc tỏ ra hoảng hốt không đưa ra câu trả lời rõ ràng, trong đầu lại hiện ra bóng người thanh sam. nàng thật là to gan lớn mật có biết tội khi quân sẽ chịu sự thế nào không hả? Kỳ mạch trong mắt lóe ánh lửa, cầm chặt tay nàng tức giận hỏi. Hạ niên đức lập hộ tịch cho ta vốn cách xa biên thành, biên cảnh lại thường xuyên gặp phải hát khấu xâm phạm, biên thành cũng từng bị hát khấu giết người đốt nhà vũ nhục không kể xiết, chuyện này ai cũng biết hoàng thượng thế nào lại biết ta nói thật hay giả. Ngươi một lòng muốn phụ thân ta trọng dụng là có mục đích gì? Trong hoàng cung có nhiều thế lực đấu tranh phức tạp, nàng muốn trà trộn vào, mặc dù thân thủ tốt thì thế nào, nàng không quyền không thế chỉ cần phạm lỗi sẽ chết không có chỗ chôn. Đủ rồi. Diệp Hòa không kiên nhẫn lớn tiếng khiển trách, giọng nói mang theo khinh thường, vì vấn đề nên nói ta cũng đã nói. Ta đã sớm nói, ta không quan tâm chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng tới quản chuyện của ta, ta vốn còn cho rằng ngươi là hạ người tính tình độc ác tà nhẫn thông minh tuyệt đỉnh lại không nghĩ rằng ngươi là dạng người ngu xuẩn thích xen vào chuyện người khác. Thiếu niên nhướng cao lông mày gật đầu, hiển nhiên đã giận dữ, khuôn mặt vốn tái nhợt như giấy giờ đây cũng ửng đỏ, lạnh giọng gầm lên. kệ nàng đã một lòng muốn chết vậy không còn ai có thể ngăn được, nếu sau này bổn vương còn xen vào chuyện của nàng nữa mới thành người ngu trong miệng nàng. Từ nay về sau cho dù nàng có chết thảm ở trước mặt bổn vương, bổn vương cũng sẽ làm như không thấy. Mong vương gia giữ chữ tính, nói được thì làm được. Diệp Hòa hất ra bàn tay giữ chặt mình, không quay đầu lại bước nhanh rời đi, mới vừa rồi tranh tài săn bắn cùng kỳ đế đối kháng đã tiêu hao quá nhiều tinh lực lúc này cả người vô lực mỏi mệt không chịu nổi chỉ muốn nhanh trở lại lều nghỉ ngơi nhưng mới vừa đi chưa được mấy bước chỉ nghe thấy skate e một tiếng dòng vang diệp hòa ngẩng đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng động lại thấy chẳng biết tại sao đài cao dùng cột cổ, cổ dựng lều hình vuông cách mấy thước ầm ầm sụp đổ diệp hòa kinh ngạc hô nhỏ một tiếng nhưng bởi vì xảy ra quá mức đột nhiên chậm chạp chốc lát không còn chút sức lực muốn chạy cũng đã không kịp Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Hòa chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng đầu hoa mắt hoa, thân thể đột nhiên xuất hiện một lực đánh vào, trời đất xoay chuyển một cơn choáng váng ập đến, bên tai kèm theo một tiếng vang thật lớn, cho bụi mù mịt khiến nàng phải nhắm mắt lại, sống lưng đau rát, trên người có cái gì ngăn chặn nàng, ngay sau đó tất cả trở về yên lặng như ban đầu. Diệp Hòa hoảng hốt mở mắt liền nhìn thấy nam tử tử bào gục ở trên người mình, trên mái tóc đen như mực dính đầy tro bụi có chút chật vật, hai tay ôm chặt eo nàng, mày kiếm hơi nhíu lại, trong mắt đen nhánh mang theo thịnh nộ lạnh giọng mắng, trời ngu xuẩn. Trơ mắt nhìn nó rớt xuống nàng không biết né tránh sao. Diệp Hòa ngơ ngẩn, phát hiện mình hiện tại đã cách đài ột thức xa, nhìn lại thiếu niên mới vừa cứu mình dừng một chút mới phục hồi tinh thần lại. ở ngươi, ngươi không phải vừa mới đã nói. Câm miệng. Kỳ mạch giận dữ mắng mỏ, dựng thân đứng lên quay đầu đi làm cho người ta nhìn không thấy nét mặt. Diệp Hòa không giải thích được, dùng giọng trần thuật nói, ở ngươi mới vừa phi thân cứu ta lỡ như xui xẻo bị người ta nhìn thấy thì sao? Những năm qua ngươi giả bộ bệnh nặng toàn bộ sẽ ổn công. Chuyện bổn vương không cần nàng quan tâm. Thiếu niên không quay đầu lại lạnh lùng quát lên, vứt tay áo rời đi. Nơi xa nghe được tiếng nổ một đám quan binh vội vã chạy tới, nhìn thấy đại cao bị sụt xuống cho sợ đến sắc mặt tái xanh, rối rít quỳ xuống đất, để tham kiến kim vương. Trong vòng một nén nhang, đem cái đại phế vật này cút quét đi, không để nó xuất hiện trước mặt bổn vương. Thuộc hạ tuân lệnh. Tuy nói ra ngoài săn thú, kỳ đế vẫn có không ít quốc sự cần xử lý. Mấy ngày nay theo văn võ bá quan nhiều lần tụ tập trong lều vua, lúc lơ đã đi ngang qua lều vua mọi người thường xuyên nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm tranh chấp đức quảng. Một đám cựu thần mặc dù ở ngoài lều nhưng đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói hai ba câu thì tức đến mặt đỏ tới mang tai. Diệp Hòa đối với mấy cái quốc gia đại sự cũng hiểu rõ, chỉ mơ hồ biết mấy ngày nay phe đại thần phân thành hai phái, chưa kịp cùng Bắc gia Liên Minh đã tranh chấp không nghỉ. Thỉnh thoảng từ đám đại thần nghe được một chút tin tức, tỉ như đại kỳ cùng Hát Khấu Dương cung bạc kiếm, chiến tranh hết sức căng thẳng, lúc trước hai nước đã nhiều lần giao chiến đều là lưỡng bại câu thương. Nếu muốn thủ thắng trừ phi cùng Bắc gia kết minh. Còn có Bắc gia Hoàng Thất có một cây đinh dòng độc là người được chọn thừa kế vương vị duy nhất, vương của Bắc gia cũng đem người đó coi như trân bảo, hữu cầu tất ứng. Nếu Đại Kỳ có thể cùng Bắc Gia Liên hôn tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Còn tỷ như Hân Di công chúa đã đến tuổi lấy chồng, dung mạo xinh đẹp cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, Đại Kỳ cũng đã phái ra sứ thần chủ động hướng Bắc Gia đề xuất thông gia, song vương tử Bắc Gia kia lại nói, các hoa khôi tại Hồng Lâu cũng rất xinh đẹp, cầm kỳ thư họa tuyệt không thiếu, còn có thể hát tiểu khúc diễm vũ càng khiến cho người mê muội, bổn vương tử vì sao phải lấy loại công chúa được cưng chiều từ bé của cách người. Lời nói này truyền tới Đại Kỳ, các đại thần nghe xong giận đến dựng râu trợn mắt nói phải giữ thể diện cho đại kỳ không nên chịu ủy khuất kết minh cùng bắt gia còn một số ít đại thần khác thì lại cho rằng phải lấy việc giữ nước làm trọng đại kỳ cùng hát khấu sắp xảy ra đại chiến để tránh dân chúng gặp tai ương quốc thể bị hao tổn vẫn kiên trì muốn kết giao cùng bắt dê diệp hòa đối với chuyện này không quan tâm cho lắm nghe một ít chuyện bác quái rồi cười cho qua sau khi đạt mục đích được kỳ đế chú ý diệp hòa tâm tình thư sướng hơn nhiều Quy chỉ là một huấn luyện viên thị vệ nho nhỏ không có bao nhiêu thực quyền, nhưng lúc đầu coi như thành công mở ra bước đầu tiên. Mấy ngày nay bọn lính đã xây xong vòng bảo vệ, kỳ đế mỗi ngày đều mang theo đám người tiến vào cánh rừng sâu vây săn, sau đó thắng lợi trở về, buổi tối trên đồng bằng rải chi chít nhiều đống lửa, mùi thịt thơm nào ngạt lan tỏa bốn phía, đám vương công quyền quý đại kỳ đa phần uống rượu ăn thịt phi thường náo nhiệt. Còn Diệp Hòa sau khi được như ý nguyện cũng không muốn tiếp tục huynh hoang, mấy hoạt động săn thú tiếp đó nàng không có tham gia, thời gian rảnh rỗi không việc gì làm thì thường xuyên đi dạo trên lỗ khắc sơn hoặc nằm ngửa trên bãi cỏ vắng lặng đôi khi cởi ngựa dạo trên bãi cỏ có mấy lần lơ đẳng chạm mặt cử hoàng tử kim vương sắc mặt hắn vẫn tái nhật tỏ rõ vẫn còn bệnh trong người nhưng khi nhìn thấy nàng ánh mắt lạnh lùng kia lại không có chút sống như không nhận ra nàng không thể nói là vui hay là buồn diệp hòa rất rõ lập trường giữa hai người càng ít tiếp xúc càng tốt mà lại luôn không như mong muốn nàng không muốn nhất là thiếu nợ hắn nhưng dưới mắt nàng vẫn thiếu hắn không biết nên thế nào hoàn lại khe khẽ thở dài diệp hòa lấy tay gối đầu nằm ngửa ở sân cỏ trên bầu trời bao la không một áng mây nhắm mắt nghỉ ngơi tìm được rồi tìm được rồi thì ra là nàng núp ở đây bỗng nhiên vang lên một tiếng la hét dồn dập diệp hòa nghiêng đầu nhìn lại liền thấy một tiểu nha hoàng cột hai búi tóc đang dùng ngón tay chỉ mình quay đầu lại cung kính hô thì hân di công chúa người công chúa muốn tìm chính là nàng diệp hòa nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh có nhiều cung tỳ vây quanh người mặc áo nhung tôn lên hoa sen được theo phía trên phối hợp cùng một chiếc váy màu trắng nhạt cùng vạt áo rủ xuống chung một màu bên hông buộc một ngọc bội các tường xanh biếc theo gió lay động mái tóc mây được búi cao đeo khuyên tai mã não khuôn mặt trái xoan đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn thấy diệp hòa liền nhướng cao chân mày đánh giá từ trên xuống dưới nàng một lượt cô nương chính là người lần trước trong cuộc tranh tài săn bắn lấy một địch hai thắng các vị hoàng huynh diệp hòa đang nghỉ ngơi bị quấy rầy không vui lắm đứng dậy hành lễ ngài hạ thị diệp hòa tham kiến hân di công chúa nguyện công chúa quý thể an khang được rồi được rồi hân di không kiên nhẫn khoát tay cao mày nói để bổn công chúa đang hỏi ngươi đấy hồi bẩm hân di công chúa chính là ta vậy thì được rồi bổn công chúa vừa lúc có chuyện cần dùng ngươi hân di gật đầu đi thẳng vào chủ đề Nghe nói tài bắn cung của ngươi rất giỏi có thể nói thần kỹ. Bổn công chúa muốn ngươi thay ta vào rừng lỗ khắc sơn sang một con chuồng tía có vấn đề gì không? Thuộc hạ là được hoàng thượng bổ nhiệm làm huấn luyện viên cấm quân hoàng cung chứ không phải là sang binh. Hân di công chúa hẳn là đi tìm. Cái gì huấn luyện viên cấm quân chả phải cũng là nô tài sao? Hân di bỗng nâng cao âm điệu cắt đứt lời dịp hòa, giận dữ nói, kẻ đã sắp đến mùa đông, cửu hoàng huynh lại sợ hàng, bổn công chúa đã hứa muốn tặng cho huynh ấy một chiếc quàng cổ mới làm bằng lông chuồng tía, chuyện này ta giao cho ngươi. Nếu săn không được chuồng tía hại bổn công chúa nuốt lời ta sẽ hỏi tội ngươi. Thuộc hạ tuân lệnh. Diệp Hòa chưa bao giờ bắt qua chuồng, nên không muốn nhận công việc vượt ngoài phạm vi của mình, vốn muốn kiên trì từ chối lại không biết có phải vì câu cửu hoàng huynh sợ hàng mà như bị ma nhập gật đầu đồng ý. Sau khi hân di công chúa nghe xong gật đầu hài lòng, tiếp theo nôn nóng như không muốn ở lại nơi này ngoắc ngoắc đám cung tỳ trở về doanh trướng, đoàn người cũng vì thế bước nhanh rời đi. Diệp Hòa đứng yên lặng trong rừng một lát rồi cũng cất bước nhanh về lều vải của mình, trùng vốn là loài nhanh nhẹ nhạy cảm lại giảo hoạt, nếu muốn bắt được nó cần phải chuẩn bị một ít thứ. Đi tới một chỗ bên cạnh bụi cây lại phát hiện trên mặt đất có một miếng ngọc bội xanh biếc, Diệp Hòa không lưng nhặt lên, chỉ thấy trên ngọc bội có hình đám mây vần quanh, chạm trổ tinh xảo khắc lên hai chữ gây hân di, có lẽ lúc Hân di công chúa đi qua bụi cây bị rớt lại lúc này vị cành vàng lá ngọc kia đã sớm đi xa mà diệp hòa cũng không có hảo cảm với vị công chúa này cũng lười cố ý đem mọc bội đưa đến lều của nàng không bằng đến lúc dâng lên chồn tía trả lại cũng không muộn bởi vậy tiện tay bỏ vào trong ngực diệp hòa đối với loài chồn cũng không mấy hiểu rõ với lại chưa từng có kinh nghiệm đi săn qua chỉ là nàng từng thấy tiết mục thế giới động vật trên tivi có nhắc đến loại chồn này phần lớn chồn đều thích sống trong rừng sam dày đặc bên cạnh rễ cây hoặc huyệt động đôi khi chúng cũng ở trong nham động ba ngày ẩn náu ban đêm ra rình mồi từ hạ niên đức nàng lấy được một bộ cung tên thượng hạng cùng với một cái lưới lớn vững vàng để bắt con mồi tiếp theo hỏi sang binh biết được sâu trong khu rừng phía tây có rất nhiều cây sam loài chồn rất thích đi lại quanh loài cây này diệp hòa rải một chút bụi phấn xung quanh dùng thời gian hai ngày tìm tung tích loài chồn tía sau khi phát hiện một hang động thì giăng ra lưới sang đồng thời rải một ít hạt thông ngay cửa động Đến buổi tối ngày thứ ba Diệp Hòa mới cầm cung tên mượn ánh trăng đi vào rừng Sam chính thức bắt đầu màn săn trồn. Nà mặc một thân nam trang màu đen, đất thiên nảy sinh hiền tại biểu cảm bình thản không sợ hãi tránh cho bọn chồn kinh sợ. Mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận tập trung lắng nghe động tĩnh bốn phía, không buông tha bất kỳ một cơ hội có thể bắt được chồn tía. Diệp Hòa ở trong rừng chạy qua chạy lại hồi lâu, mắt thấy đã qua giờ sủ, không tới hai canh giờ nữa trời sẽ sáng trưng nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thậm chí ngay bóng dáng một con chồn cũng không nhìn thấy, trong lòng nàng không khỏi có chút phiền não bực bội, dù nàng có bắn cung tốt cỡ nào nhưng không thấy được con mồi thì làm sao mà bắn. Đang lúc này phía sau chợt truyền đến tiếng vang, ánh mắt đen nhánh của Diệp Hòa sáng lên, nắm chặt cung tên xoay người chạy đến nơi phát ra tiếng động, khi nàng nhanh nhẹn vòng qua lùng cây nhìn về phía một thân cây sam to lớn, lại thấy con mồi bị sa lưới không phải là trồn mà là một người sống sờ sờ. Người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, nghiến răng nghiến lợi quát, y ê. -e. Cái bẫy này chắc chắn này do ngươi thiết kế mau thả ta ra ngoài. Diệp Hòa thở dài một hơi, trong lòng ngập tràn thất vọng cất bước đi tới. Nhưng mới vừa đến gần còn chưa nhìn kỹ người bị kẹt trong lưới là ai bỗng nhiên có một cái bóng từ trong gốc cây nhảy ra. Diệp Hòa nhất thời kích động không kịp quản ai bị kẹt trong lưới, hai mắt lóe sáng sách cung đuổi theo. Ê! Ngươi chạy cái gì chứ? Trước tiên thả ta ra hẳn nói. Nam tử khàn khàn A-ô ở phía sau, Lúc này Diệp Hòa không kịp quan tâm nhiều chỉ chuyên tâm đuổi theo con chuồng nhanh như sóc phía trước, trên tay còn bận rộn dơ lên cung đã lắp tên, ánh mắt không chút khinh thường ngó chừng con chuồng thăng thoát, sợ không cẩn thận một chút liền để sổng. Theo sát không nghĩ chạy xuyên qua rừng sam, con trồn kia vung ra móng nhọn hướng cây đại thụ bò lên. Diệp Hòa thấy thời cơ đã đến vội vàng dơ cao cung tên, khiếp lại đôi mắt nhắm trúng mục tiêu, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió vang lên con trồn từ trên cây lập tức rơi xuống nhặt lên con chuồn trên mặt đất Diệp Hòa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua cố gắng của nàng cũng không có ổn phí có thể cho Hân Di một công đạo cũng như in một công đạo. Đang chuẩn bị kết thúc công việc trở về doanh trướng, Diệp Hòa bỗng nhiên nghĩ đến người vừa nãy bị lọt lưới, nàng nhíu mày bất đắc dĩ xoay người chạy trở lại. Trở lại nơi ban nãy, người kia vẫn bị treo ngược phía trên đang căm phẫn dùng lực vùng vẫy nhưng này lưới sang này do hoàng thất đại kỳ đặc chế, dù cho giả thú có hung mảnh cỡ nào bị nó nhốt lại cũng khó mà chạy trốn hắn dù có giải dụa cũng vô dụng mà thôi. Diệp Hòa mượn ánh trăng đánh giá nam tử mặt cẩm y dạ hành trước mắt, trên đầu còn trùng một miếng vải đen, nhướng mày hỏi, ở ngươi là ai? Nam tử trong lưới thấy nàng trở lại cũng ngưng giải dụa, kêu ngạo nhìn nàng chứ không trả lời, đồng thời đưa tay lột xuống miếng vải đen trên đầu. Trong mắt Diệp Hòa lóe lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy mái tóc người kia có chút xúc xếp như mái tóc ngắn người hiện đại ôm trọn vần tráng, một đôi mắt to lóe sáng như ánh sao trên trời cùng sống mũi cao thẳng, đôi môi màu hồng nhạt, đường viền tuấn lãng như các minh tinh hiện đại làm nổi bật tính cách nhân vật. Diệp Hòa thấy người nọ không chịu nói cũng lười hỏi thêm, có thể xuất hiện trên lỗ khắc sơn tham gia săn thú hẳn là các công tử nhà vương công quý tộc. Trực tiếp tiến về phía trước, chuẩn bị dùng dao găm các mặt lưới thả hắn ra. Nam tử thấy nàng đi tới, mở to mắt nổi giận quát ầm lên, cái nữ nhân này thật to gan, dám treo ngược ta trong lưới, chờ bổn thiếu gia ra ngoài nhất định sẽ làm thịt ngươi diệp hòa nghe vậy dừng lại động tác ở ngươi biết võ công hắn ngông cuồng tự đại hừ nói để đừng nói chi ngươi là nữ nhân dù cho có là mười mấy tráng hán cũng không thành vấn đề diệp hòa hiểu rõ gật đầu lại hỏi ở ngươi thật muốn làm thịt ta hắn lớn lối cười to để tiểu gia ta từ trước đến giờ nói một không hai làm sao biết sợ rồi phải không diệp hòa lại gật đầu không thèm liếc hắn dù chỉ một cái nhấc lên con chồn xoay người rời đi Người này tánh khí táo bạo lại biết võ công, thả hắn ra khó tránh lại bị hắn dây dưa, trời cũng sắp sáng không bằng về trước lều vải rồi mới phái một tên lính đến cứu hắn. Tiện nữ nhân kia, mau thả bổn thiếu gia ta xuống A. Trở lại. Trở lại. Phía sau truyền đến tiếng gào thét in ỏi cho nên đành phải dịp hòa xoay người trở lại, để xuống con chồn trong tay vút vút cổ tay, trong lòng bực bội không chịu nổi, trên mặt lại nở nụ cười hòa nhã, ở ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? tiện nữ nhân, ô diệp hòa đánh ra một quyền, nữ nhân đáng chết chanh chua kia a, à, a diệp hòa lại bồi thêm một cước, thối, a à, diệp hòa vung ra khử tay nện lên, nam tử tiếp tục mắng, nữ tử tiếp tục đánh, nam tử như đem tất cả lời mắng chửi nữ nhân trên đời mà hắn biết quăng ra một lượt, nữ tử thì đem tất cả chiêu thức nàng biết luyện lại thêm một lần cho đến nam tử hấp hối không thể mắng tiếp nữ tử cũng sức cùng lực kiệt không còn chút lực. Thiếu chủ, thiếu chủ, ngươi ở chỗ A, thiếu chủ. Nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng người, Diệp Hòa trong lòng hoảng sợ, vội vàng chống thân thể xách lên con chuồng chạy về lều vải. Khi Diệp Hòa đi gặp Hân Di công chúa lại thấy cung tỳ đang tìm kiếm một bội đồng khắp nơi, vì tìm ba ngày không có kết quả Hân Di công chúa giận tím mặt muốn thi hành, khiển trách. Cũng may nhờ có Diệp Hòa kịp thời đem chuồng tí cùng Ngọc Bội cùng nhau dâng lên mới có thể giúp đám cung tỳ tránh nỗi khổ da thịt. Hân Di công chúa đạt được ước muốn cũng không tiếp tục gây khó khăn cho nàng. Diệp Hòa lại khôi phục cuộc sống thanh nhàn như trước đây. Nhưng ngoài dự tính, có tin tức từ Hoàng Cung Đô thành truyền tới Lỗ Khắc Sơn, Bách Gia Vương Tử bỗng nhiên muốn tự mình viếng thăm Đại Kỳ. May có đám đại thần nên đón mời vào Hoàng Cung, Thái tử Kỳ Hách tạm đời thay Kỳ Đế chiêu đãi. Bách Gia Vương Tử thân phận đặc biệt không thể chậm trễ, Kỳ đế nhận được tin lập tức liền hạ lệnh kết thúc cuộc săn thú trước thời hạn lên đường trở về. Như lúc xuất phát, Diệp Hòa cởi đại mã to lớn đi theo đội ngũ chậm rãi trở lại nghiệp đan thành. Ngày thứ hai, Diệp Hòa chính thức đi nhậm chức, Hạ Niên Đức dẫn nàng tới quân cơ sứ tại Hoàng Cung, gặp thượng ti trực thuộc thống lĩnh cấm vệ quân tư đồ chấn. Tư đồ chấn một thân khôi giáp uy vũ, ngũ quan tinh xảo như được chạm trổ, hai mắt lấp lánh hữu thần, vẻ mặt ra nghiêm hiển nhiên không phải dáng người dễ nói chuyện nhưng thái độ với Diệp Hòa cũng xem như khách khí, đơn giản nói một ít trong hoàng cung phải chú ý những chuyện gì, rồi phái 20 tên thị vệ giao cho nàng huấn luyện. Trong hoàng cung giáo quan cấm quân có khoảng mười mấy người nhưng nữ giáo quan thì chỉ có một mình Diệp Hòa. Diệp Hòa đi tới sân huấn luyện quân sự tại Bắc Uyển, 20 nam nhân trẻ tuổi cường tráng đã sắp hàng thẳng tắp, mặt không chút thay đổi nhìn nàng, bị chủ nghĩa phái nam trong lòng tác quái bọn họ không cam lòng bị một thiếu nữ trẻ tuổi cưỡi trên đầu, cũng vì thế trong 20 tên thị vệ không một người chịu hành lễ với vị nữ giáo quan mới tới. Diệp Hòa sớm đoán được sẽ như thế cũng không tức giận, chắp tay sau lưng chậm rãi tiêu sái đi đến bên cạnh bàn đá, không người ngồi ở trên ghế đá, phối hợp nhất lên bình trà rót đầy một chén trà xanh, nhà nhã thảnh thơi uống, thỉnh thoảng ăn một khối cao điểm đặt trong mâm trên bàn, trong lòng âm thầm cảm thán làm giáo quan đãi ngộ cũng không tệ lắm. Qua một canh giờ, mọi người đứng im không nhúc nhích đều trợn to trong mắt bất mãn. Hai canh giờ qua đi, trên mặt mọi người tức giận đã biểu lộ không bỏ sót, nhẫn nhịn bực tức đứng. Ba canh giờ qua đi, mọi người đã nghiến răng nghiến lợi gân xanh nổi lên, bắp chân cũng run rẩy. Diệp Hòa trên mặt bất động thanh sắc nhưng kỳ thật âm thầm lưu ý đội ngũ chỉnh tề, phát hiện từ đầu đến cuối chỉ có một người mặt không chút thay đổi, trong mắt đen thâm thúy nhìn thẳng phía trước, đường viền khuôn mặt anh tuấn rõ ràng, trang phục vòng quanh vai rộng thắt lưng hẹp gầy có lực, từ đầu tới đuôi đều dựng thẳng sống lưng đứng nghiêm, Diệp Hòa âm thầm than thở quả là một con người có cốt khí rắn rỏi. Lại qua một lát, thấy Diệp Hòa vẫn nhàn nhã, rốt cuộc có người không nhịn được bước ra khỏi hàng, khuôn mặt lãnh khóc hỏi, kể e, rốt cuộc khi nào mới bắt đầu huấn luyện. Cao mày nhìn lại lại thấy người bước ra chính là người rắn rỏi ban nãy, Diệp Hòa không vội không chậm cất bước đi tới, vất thước bản đánh vào trên người hắn, quát lên, y về hàng. Người nọ mặt vẫn không chút thay đổi nhưng tay đã siết thành quả đấm. Làm sao? Diệp Hòa nhìn bàn tay siết thành quyền đến kêu y răng rắc kêu nhớ mày, em muốn trả đọn. Thuộc hạ không dám. Hừ, xem như ngươi còn biết ngươi là thuộc hạ của ta. Diệp Hòa cười lạnh một tiếng, hỏi, cái e, tên gọi là gì? La Tu. Tốt. Diệp Hòa đem thước bản cầm trong tay ném ở một bên, đem hai tay chấp sau lưng, nói, Ê e, La Tu, hiện tại cho ngươi một lần cơ hội báo thù, nếu ngươi có thể đánh chúng ta huấn luyện viên này sẽ để ngươi tới làm ngươi không cần tay sao hắn mâu quan chợt lóe hiển nhiên không tin hết phần hai mời các bạn đón nghe phần ba